Loa Phường TV phủ sóng toàn cầu, chương trình làm giàu tại nhà, khởi nghiệp làm giàu tại nhà. Đấy, Loa Phường TV nghỉ một hôm cái là hôm nay thấy thấy là gì, mono site là chuẩn rồi đấy. Loa hôm nay chuẩn rồi đấy, thấy có bát có chép rồi đấy, khẳng hết cả cổ. Chương trình làm giàu tại nhà mà phát sóng nó lại cứ khản hết cả cổ. Bà con ạ, bà con vào nhanh lên, cảm ơn chị Cấn Cấn Thị Thu nhá. Cảm ơn chị gái họ nhá, chúc mừng cho chị gái họ sẽ sớm đạt được 5 triệu cổ phần nhanh nhất nhá. Tuyệt vời quá, tối hôm nay lắm tin vui lắm mọi người ạ, có 4 người xem mà mới nhìn thấy con logo của chị Cấn Thu thôi. Úi giời ơi, tin nhắn của em like từ chiều đến giờ kêu len chen suốt. Nhiều tin vui quá, kêu len chen suốt từ chiều đến giờ. Cảm ơn chị Nguyễn Tuyết. Facebook của em nó bị bóp tương tác quá mọi người. Mọi người có thương em thì mọi người chia sẻ cho em mạnh vào. Chào em like tỷ phú. Cảm ơn chị Cấn Thu, chị gái họ nhá. Cảm ơn chị Giáo Hoàng nhá. Có 7 người đang xem trực tiếp rồi mà hiện tên có 2 người thôi mọi người ạ. Hôm qua hình như em nghỉ, hôm qua đuối quá. Hôm qua hết oxy luôn, không livestream được, nhưng mà dù sao thì cũng còn được 5 ngày nữa để cố gắng hết sức gói vinh danh, à quên, gói Happy New Year mọi người ạ. Em chào anh Lai Năng Lượng, cảm ơn Phương Dương, cảm ơn anh Nghĩa Cao. Mọi người tranh thủ lên, còn 5 ngày nữa, 5 ngày quý báu nhất của năm 2024 đấy mọi người ạ. Nếu mà có sở hữu thêm thì tranh thủ lên. Còn nếu mà muốn bà con dòng họ, anh em trong nhà mà có người nào mà chưa có cổ phần ấy, thì nói với họ sớm đi. Còn 5 ngày nữa đấy, đăng ký luôn ngày mai hoặc tối nay đăng ký luôn đi. Đừng để mà chuột bọ ăn hết đấy. Mình không giàu thì người khác sẽ giàu, mình không làm thì người khác sẽ làm, mình không tin thì người khác sẽ tin. Đấy, mình không thành công thì người khác sẽ thành công. Đấy. Gà có gáy hay không thì trời vẫn sáng. Đấy là câu nói của Jack Ma. Gà không gáy thì trời vẫn sáng. Mà quan trọng câu chuyện ở đây là gà gáy rồi thì ai dậy trước? Chào em cô giáo ở Bắc Ninh nhá. Thì anh, cảm ơn em Kiều Thu Hà. Cảm ơn chị Đàm Nhung. Anh mời Kiều Thu Hà lên nhá. Kiều Thu Hà đâu rồi? Em chào Cảm ơn em anh, nhá. anh Mà chị. nhá. Chúc anh các chị có buổi tối vui vẻ, hạnh phúc ạ. Và anh chị nào mà đã sở hữu cổ phần của Unikai rồi thì gom thêm thật nhiều cổ phần của Unikai. Còn anh chị nào mà chưa sở hữu thì hãy tìm hiểu về cơ hội mà hai anh em đang chia sẻ. Đúng không anh Lan? Cảm ơn em. Em Hà tranh thủ chia sẻ lên các nhóm của em đi. Dạ vâng, em mở cái máy tính lên. Hôm nay ở ngoài Bắc hơi lạnh anh ạ, hôm nay nhiệt độ nó phải xuống thấp lắm, ở ngoài trời rất là rét, đi ra ngoài em phải mặc áo phao rất là dày, ở trong nhà thì nó ấm, Cảm ơn Định. ngày mai còn rét hơn đấy các anh các chị. Em thấy mọi người bảo đây trời hôm nay nó mưa, vừa mưa. Cảm ơn Bảo Long. Mọi người chia sẻ mạnh giúp em like nhá. Mọi người, cái Facebook của em nó đang bị bóc tương tác đấy. Đúng ra em phát livestream như thế này là phải có 5.000 người xem mới đúng, chứ ít người xem lắm mọi người. Chỉ còn có 5 ngày nữa thôi là hết gói Happy New Year. Cho nên là hãy cho nhau khi còn có cơ hội, hãy giúp nhau khi còn có cơ hội, chứ đừng để mà người ta ăn hết rồi. Ăn hết rồi còn giúp cái gì nữa. Đúng không ạ? Người ta giàu hết rồi, người ta thành công hết rồi, lúc ấy hết cơ hội để giúp rồi. Hãy giúp là giúp ngay cái lúc này này. Đấy, mọi người mà mọi khi ai mà chia sẻ cho em mà một người mà một tối xem mà chưa chia sẻ được 5 cái á, thì tối hôm nay mạng phép là chia sẻ cho em lấy 3 cái hoặc 5 cái càng tốt. Lên trang cá nhân là một, vào các nhóm là hai, hoặc là tag tên nhiều người thân. Đấy, nhiều người thân, những người chưa có cổ phần, chưa hiểu cổ phần, chưa tin cổ phần. Đấy, thì cho họ vào đây để cho họ giàu lên. Đấy, có giúp thì giúp cái lúc người ta còn đang khó khăn đấy, chứ đợi đến cái lúc mà người ta có tỷ tỷ ở trong người người ta chả cần giúp đâu mọi người. Giúp là giúp ngay cái lúc này này. Đấy, giúp là giúp ngay cái lúc mà người ta đang khó khăn đấy.
chờ cho đến lúc người ta hết khó khăn rồi, người ta có thành triệu phú đô la rồi, giúp cái gì nữa. Cảm ơn chị Phạm Hồng, cảm ơn cô Phan Lịch. Em Hà chia sẻ mạnh hết vào các nhóm nhá. Vâng, em đang chia sẻ. Vâng, các anh chị chờ em Hà một chút, em bây giờ mới mở xong cái máy tính. Mọi người chia sẻ em Hà nhiều vào, tại em Hà ấy là mới tham gia vào cộng đồng UST này chưa được nửa năm đâu. Anh chị em của chúng mình hãy chia sẻ cho em ấy thật nhiều vào cho có đông người xem, cho em có năng lượng em nói chuyện nói to cho mọi người dễ nghe, chứ ít người xem quá là nói nhí 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 không nghe thấy gì đâu. Anh Lai vô cùng năng lượng, Cảm ơn hơn một ngày em học được rất nhiều điều ở anh. bạn Lê Ngọc, Em Phan Long chào. Tuấn, cảm ơn chị Nguyễn Yến, cảm ơn Lê Thu Hà, cảm ơn tất cả các anh chị em của chúng mình. Mọi người vào xem kênh Loa Phường như thế này ấy là mọi người vừa là được nghe thông tin tốt đẹp này, mọi người lại vừa em lại lại tính tiền giúp cho mọi người để mình tránh trường hợp mình bị nhầm lẫn. Đấy, đôi lúc là mình có triệu cổ phần rồi là mình có triệu đô trong người, mà nếu mà quên lâu không tính là không biết nó bao nhiêu tiền. Rồi lên sàn 5 đô thì được bao nhiêu tiền, lên sàn 10 đô thì mình có bao nhiêu tiền, lên sàn 30 đô thì mình có bao nhiêu tiền. Đấy, em tính giúp luôn cho mọi người, lại còn dặn dò mọi người là có cổ phần mà không bao giờ bán. Đấy, 3 4 năm đời nữa không bán. Mọi người ạ, cảm ơn Trần Thanh Bình. Cảm ơn chú Trần Minh. Tại sao mà 3 4 năm đời nữa không bán thì mọi người thật là phải theo dõi thật là kỹ vào, không bao giờ được bỏ qua cái kênh Loa Thường TV này cả. Đấy, rất là tâm huyết mọi người ạ. Cộng đồng UST Việt Nam chúng ta có thể nói là bây giờ chuẩn bị ăn mừng được rồi, ăn mừng được rồi chứ không cần phải chuẩn bị nữa, bây giờ là ăn mừng luôn được rồi. Cộng đồng UST này chiến thắng rực rỡ rồi. Cảm ơn anh Nguyễn Hoài Nam, cảm ơn chị Trần Thuần. Cảm ơn tất cả các anh chị em cô chú mình. Mọi người mọi người ở lại nghe hết buổi livestream tối hôm nay sẽ rất vui mọi người ạ. Đặc biệt là những anh chị em cô chú nào mà chúng ta chưa có cổ phần, hoặc là chúng ta còn tìm hiểu cơ hội làm giàu cùng với UST mà chúng ta còn nghi ngờ, còn lo lắng, còn sợ mất tiền ấy, thì mọi người hãy ở lại buổi livestream với hai anh em đâu đó khoảng 120 phút. 120 phút khoảng 2 tiếng đồng hồ mọi người ạ. Vì loanh quanh ở cuộc đời này, chúng ta đến với thế giới này thì chúng ta làm cái gì thì đích đến cuối cùng vẫn là đi kiếm tiền. Tất cả những cái công việc mà chúng ta làm ấy thì nó đều cần có trải nghiệm. Đấy, cần có trải nghiệm, đều có cần có kinh nghiệm, trải nghiệm. Đấy, và kiến thức thì không thể không có kiến thức được, bắt buộc phải có kiến thức. Thêm một cái nữa đó là chúng ta đến với thế giới này thì em có chia sẻ nhiều buổi livestream, em live có chia sẻ với mọi người rồi đúng không ạ? Chúng ta có nhiều tỷ, 1 tỷ hay là 1.000 tỷ hay là 100.000 tỷ hay là không có đồng nào thì mai mốt chúng ta vẫn ra đi tay không. Đấy, không cần đi đồng nào đâu. Cho nên là ngày hôm nay mà có cho nhau cái gì thì cho luôn, có giúp nhau được cái gì thì giúp luôn lúc này đi. Đấy, chờ cơ hội nó hết rồi, chờ cho người ta ăn hết rồi. Đấy, thế giới người ta gấp hết rồi. Lúc ý mới bảo là giá như ngày xưa mà chị nói với em, giá như ngày xưa mà anh nói với em, giá như ngày xưa mà cháu nói với cô chú, giá như ngày xưa mà cháu nói với ông bà, giá như ngày xưa mà bạn nói với tôi, đúng không ạ? Chính vì thế cho nên là em like là Loa Phường TV là em nói thẳng luôn, nói thẳng nói thật luôn để cho mọi người dễ hiểu, chứ không đến lúc mai kia mọi người lại bảo ôi rồi ngày xưa nó ngon thế mà nó không bảo mình. Mai mốt lại trách, đúng không? Mai mốt là lắm người còn trách lắm. Xong bắt đầu đổ thừa. Anh ơi, tại vì em tuổi chuột, em tuổi mèo, số em nó đen, rồi chồng em không cho tham gia, anh ơi vợ em nó cấm, anh ơi đồng nghiệp em đủ kiểu, đổ thừa, không chơi kiểu đổ thừa, mọi người ạ, chúng ta làm giàu cho chính mình, đấy, chứ không có đi làm giàu hộ ai cả, chúng ta làm giàu là làm giàu cho chính mình, không có đi làm giàu hộ ai cả, mọi người ạ. Cho nên câu chuyện là chúng ta không được đổ thừa đấy, mà chúng ta hãy tự tự tìm hiểu, tự học hỏi, tự làm, tự chịu trách nhiệm với cái quyết định của mình mong muốn làm cái công việc gì đó là do chúng ta quyết định, chúng ta lựa chọn làm công việc gì là do chúng ta quyết định mọi người ạ. Em lai không xui mọi người là bỏ công nhân viên chức, em cũng không xui mọi người là đừng đi xuất khẩu lao động,
Em cũng không xui mọi người là đừng đi làm công nhân, và em cũng không xui mọi người là bỏ làm nông dân. Đó, em ở đây để có gì chia sẻ những cái bài học của em đã học được. Và để cho mọi người có được những cái góc nhìn nó đa chiều, xem chúng ta còn có thể là kiếm thêm, đúng không? Chúng ta có thể kiếm thêm, tạo thêm, xây dựng thêm cho mình một, hai, ba cái nguồn thu nhập nữa. À, đúng không? Không ai là cái người mà lại chê tiền cả, không ai bảo ôi giời ơi anh đủ rồi, chị đủ rồi, ông bà đủ rồi, cô chú đủ rồi, em đủ rồi, tiền có mấy ai chê đâu, không đúng không ạ? Giàu bằng tỷ phú Phạm Nhật Vượng nghe có hàng chục tỷ đô vẫn còn đi làm giàu, giàu bằng anh Vũ cả cà phê Trung Nguyên có hàng nghìn tỷ, hàng trăm nghìn tỷ vẫn còn đi làm giàu, giàu bằng tỷ phú Elon Musk người lúc tài sản cao điểm lên đến 300 tỷ đô vẫn còn đi làm giàu, vẫn ham làm giàu. Vậy chúng ta phải học hỏi những người như thế thì đúng không ạ? Chúng ta hãy học hỏi những người như thế. Chúng ta hãy dẫn đặt ra những câu hỏi là tại sao người ta làm được còn chúng ta thì chưa làm được? Tại sao người ta dám nghĩ còn chúng ta thì chưa dám nghĩ? Tại sao người ta dám làm còn chúng ta thì chưa dám làm? Đấy, mọi người ạ. Em Hà chia sẻ xong chưa, để anh muốn dò hỏi em Hà một vài câu nhỉ? Anh chờ em một chút xíu, em tát tên mấy người bạn của em nữa. Em sắp xong rồi ạ. Tuyệt vời quá. À, chúc cho tất cả các anh chị em của chúng mình sẽ có một buổi tối thật là tuyệt vời. Đấy, nghe được nhiều những thông tin thú vị, học hỏi được rất nhiều những kinh nghiệm. Cái nào hay thì chúng ta học hỏi, và cái nào chúng ta cảm thấy chưa hay thì chúng ta bỏ qua. Mọi người, em like không phải lên đây để làm dạy khôn mọi người đâu, không phải lên đây dạy khôn mọi người đâu, lên để chia sẻ những cái thông tin, những cái thông tin, những cái kiến thức mà em like học hỏi được. Đấy, chia sẻ cho mọi người thấy cái nào nó hay thì mọi người học, còn cái nào dở thì bỏ qua mọi người ạ. Kiến thức thì nó giống như là một sa mạc cát, mà ở trên cái thế giới này không có ai là bảo tôi đủ giỏi rồi, không có ai là bảo tôi đủ kiến thức rồi, đúng không ạ? Ở bên em tự nhiên có tiếng xào xào, nó ồn, có tiếng hơi ồn mà anh không biết là giờ thì hết rồi. Lại có anh, chắc là tại ở dưới bên ngoài nhà em có một cái mái tôn, lúc nhà em làm nhà này thì là làm thêm có một cái sảnh ở chỗ này, lúc bấy giờ là nhà em là một mái tôn thành ra có tiếng mưa. Bây giờ anh có tiếng À, nghe tiếng mưa không ạ? ok, giờ đỡ hơn rồi. Thế ạ? Tại vì em ngồi ở đây là cái mái nó ngay bên ngoài, em cũng nghe tiếng đột đột vậy thì không biết là có ảnh hưởng gì đến các chị không ạ? Các anh chị nghe khi em Hà bật mic lên thì có bị ảnh hưởng đến các chị không ạ? Cũng đỡ hơn Anh nhiều rồi, không sao. à, dạ vâng ạ. Mà bây giờ cũng phải chịu thôi chứ giờ biết sao, tiếng mưa mà đâu có tắt được. Em chào anh Hoàng. Cảm ơn anh. Anh Hoàng chắc cũng vừa xuống live rồi, cũng vừa thấy anh Hoàng với lại chị Phương. À, anh Lai ơi, hôm nay có một cái thông tin mà em thấy là các top cũng chia sẻ là hiện nay là những cổ đông của Việt Nam, số lượng cổ đông cũng khá đông, và vừa rồi á thì em thấy có một cái thông tin đó chính là tới này Việt Nam có thể sẽ xây dựng một cái nhà máy mù Nutera ở lại Việt Nam. Em biết đến cái thông tin này em thấy vui lắm. Đúng là ôi tình thắng lớn rồi. Thắng lớn. Mà cái định lượng mình cứ so sánh như thế này, em Hà thấy là cứ so sánh như thế này thì em Hà thấy là em Hà cảm thấy hạnh phúc lắm, mặc dù là so với các chị thì số lượng cổ phần của em Hà chưa phải là nhiều, nhưng biết đến UST là một phước báo lớn với em Hà, bởi vì em Hà tính là nếu mà để đạt doanh thu 1 triệu đô chẳng hạn thì ví dụ như là hãng xe điện Tesla thì chắc họ phải bán đâu đó khoảng 100 cái xe điện, xe ô tô điện. Thế còn nếu mà nói đến Apple thì họ phải bán được đâu đó phải hàng 10.000 chiếc điện thoại iPhone thì mới thu được cái doanh số kiểu như lợi nhuận như vậy. Và với Unikai của chúng ta thì mỗi 1 km đường thì các chính phủ mà họ đặt đơn hàng với UST của mình á thì ít nhất là họ đã phải chi trả cho mình, cho công ty tập đoàn của mình là ít nhất phải khoảng từ 3 triệu đô trở lên. Nhưng mà anh Lai ạ, thì làm gì có một cái chính phủ nào hay bộ giao thông nào họ đặt một cái đơn hàng mà xây dựng chỉ có 1 km đường đúng không anh? 1 km đường.
mà em thấy là đúng là cái tiềm năng của doanh nghiệp mình nó quá khủng, quá lớn, nó quá lớn. Thế cho nên là tất cả các cổ đông của Unikai, trong đó có em Hà, trong đó có anh Lai và tất cả cổ đông khác hiện nay đang trong một cái tâm trạng là rất nóng. Bởi vì sao? Bởi vì giai đoạn gọi vốn nó sắp kết thúc rồi, mà cái thời gian để mình gom cổ phần nó không được nhiều, đúng không? Cho nên là em với anh là muốn cùng với các cổ đông của Unikai đều muốn chia sẻ cơ hội này cho mọi người. Cái thông tin về tập đoàn nó quá rõ ràng rồi, mà các anh chị thấy là bất kỳ một công ty nào khi họ thành lập lên thì bởi vì xã hội này, thế giới này có rất nhiều vấn đề mà họ chỉ cần giải quyết một vấn đề rất rất nhỏ cho xã hội thôi là họ sẽ thu được rất nhiều tiền rồi, đúng không anh Lai? Và ví dụ như Facebook chỉ làm được cái nhiệm vụ đó chính là kết nối giữa chúng ta với nhau trong cái thời đại công nghệ 4.0, thời đại mà thế giới phẳng như thế này, thì Facebook đã phát triển rất là mạnh, đúng không ạ? Thế vậy thì cái vấn đề em Hà muốn hỏi anh Lai một cái câu hỏi mà để xem các anh chị thử suy ngẫm xem là với Unikai của mình lại giải quyết được cả vấn đề tai nạn, vấn đề tắc đường, vấn đề bảo vệ môi trường, mà không chỉ với một cái dự án công nghệ đường dây cấp 2 trên không đâu, mà còn có 10 cái hệ sản phẩm, hệ sinh thái sản phẩm khác đều hướng đến vấn đề giải quyết vấn đề môi trường và hướng đến một cái thế giới là sống thân thiện với môi trường. Thì theo anh Lai thì nếu anh dự đoán thì anh thấy là nó có tiềm năng không? Bản thân tức là anh nói bây giờ mình nói là tính khách quan đấy, chứ không phải là bây giờ là anh em mình đang chia sẻ cơ hội này là anh em mình nói với cái ý kiến chủ quan của mỗi cá nhân mình là mình chỉ nói tốt về về tập đoàn của mình. Cảm ơn câu hỏi rất là tuyệt vời của em Hà. Xin phép được trả lời câu hỏi của em Hà, đó là nếu như ai mà không nhìn thấy tiềm năng của tập đoàn UST thì quả thật là đáng tiếc. Nếu ai không nhìn thấy cái khối tài sản khổng lồ nó đã lộ thiên lên rồi, cái khối tài sản khổng lồ nó đã lộ thiên lên rồi. Hệ sinh thái của tập đoàn UST thì mới tạm thời trưng ra đâu đó khoảng 11 cái sản phẩm, 11 cái sản phẩm. Nhưng mà chúng ta có thể là nhiều lần em Lai chia sẻ, live stream mấy mọi người em Lai có chia sẻ rồi đúng không? Quyền sở hữu trí tuệ của tập đoàn UST được định giá là 400 tỷ đô từ năm 2013. Và tổng số những gì ạ? Phát minh tổng số những phát minh, những quyền sở hữu trí tuệ của tập đoàn UST, cụ thể là của ngài chủ tịch Anatoly, thì nó gần 200 cái bằng phát minh sáng chế mọi người. Và tất cả những cái bằng phát minh sáng chế đó đều được đăng ký độc quyền, đăng ký bảo hộ độc quyền ở trên toàn thế giới mọi người ạ. Đó, thế thì mọi người cũng đã hiểu được cái câu chuyện đó là khi mà đã đăng ký bảo hộ độc quyền thì đồng nghĩa với việc là Trung Quốc hay là Mỹ hay là Ấn Độ hay là Việt Nam hay là kể cả Dubai hay Nga, bản thân nước Nga, toàn trên thế giới sẽ không có câu chuyện là sao chép, hay còn gọi là làm giả, làm nhái, ăn cắp mẫu mã, không có. Mọi người, ông chủ tịch Anatoly, ông ấy là một nhà khoa học, một doanh nhân và ông ấy cũng là một vĩ nhân, đúng không ạ? Hành trình cuộc đời của ông ấy đã bị lừa đâu đó khoảng gần 10 lần. Đó, rất nhiều những thế lực muốn cướp trắng cái quyền sở hữu trí tuệ của ông ấy, dùng nhiều thủ đoạn để cướp trắng quyền sở hữu trí tuệ của ông ấy. Thậm chí là dùng đến cả những cái thủ đoạn có thể là muốn cho cái hy sinh luôn. À, mọi người, nhưng mà có thể là nó là định mệnh mọi người, có thể là định mệnh, có thể ông ấy là giống như cái câu nói của Đức Đạt Lai Lạt Ma, đó là ông ấy là một vị khách của tương lai. Ông ấy đến với cái thế giới này với một cái sứ mệnh là xây Skyway để giải cứu hành tinh mọi người ạ, để giải cứu hành tinh. Và chắc chắn là một mình ông chủ tịch Anatoly thì một mình ông ấy không thể giải cứu được, đúng không ạ? Có giỏi cỡ mấy thì giỏi, có một mình ông ấy thì ông ấy làm cái gì được, đúng không? Ông ấy có thể phát minh ra ô tô, ông có thể phát minh ra máy bay, ông có thể phát minh ra con tàu, ông có thể phát minh ra rất nhiều thứ, nhưng mà bảo ông phát minh ra, tự ông đi làm đi. Thì làm thế nào được, đúng không? Một mình ông làm sao được đấy.
là với cái hành trình là gần 50 năm nghiên cứu và bắt đầu triển khai huy động vốn từ năm 2014 cho đến nay, coi có thể tính là tạm tính là sang năm thứ 10 đúng không ạ? Và một cái đội ngũ kỹ sư công nhân viên là 920 công nhân viên. Đấy, cụ thể đang làm cho tập đoàn VT. Đấy, đang đồng hành cùng những nhà đầu tư chúng ta. Họ thì có công việc của họ là thiết kế, là sản xuất, là sáng tạo, là mang từ cái tờ giấy mang ra nó thành cái ô tô, làm sao để cho nó thành cái con tàu. Và chúng ta là những người mà góp góp vốn vào. Đấy, chúng ta là những người góp tiền vào. Và UST đó là tập đoàn của chúng ta mọi người ạ. Đoàn chung của chúng ta. Tập đoàn của em Lai, tập đoàn của em Hà, tập đoàn của những ai góp vốn vào đây. Ai sở hữu cổ phần của doanh nghiệp này. Mọi người ạ. Cho nên là chúng ta cần có trách nhiệm. Là chúng ta cần có trách nhiệm. Và ngoài cái trách nhiệm ra đóng góp tiền vào thì chả ai là chả không thích tiền cả. Đúng không ạ? Lúc ban đầu em Lai biết đến UST này với mục đích là tiền, 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 tiền. Ưu tiên tiền. Đó. Ai mà chả thích mình có nhiều tiền, đúng không? Ai chả thích mình có nhiều tiền. Nhưng ngoài câu chuyện có nhiều tiền ra mọi người thì chúng ta lại được may mắn đồng hành cùng mỗi một vĩ nhân, một nhà khoa học xây cái tập đoàn này để giải cứu cái hành tinh này. Đấy, để giải cứu. Và cái câu chuyện giải cứu cái hành tinh này bằng cách nào thì không thể là nói cho mọi người nghe hết trong vòng 2 tiếng livestream được, mà nó cần nhiều cái 2 tiếng để chia sẻ với mọi người. Đó. Và tại sao cái tiềm năng của tập đoàn VT này chúng ta cần mổ xẻ ra và chúng ta tự đặt ra những câu hỏi là tôi đến với tập đoàn VT này thì tôi được cái gì và tôi mất cái gì? Đó, tôi được cái gì và tôi mất cái gì? Tôi vào tập đoàn VT này thì tôi được cái gì và tôi mất cái gì? Đúng không ạ? Tại sao lại có hàng trăm nghìn người Việt Nam kiên trì chăm chỉ đồng hành cùng với tập đoàn này trong vòng 8 năm qua? Xin thưa với mọi người, nó có lý do hết mọi người ạ. Đó, và nếu như ai đó đã nhiều lần vào trong kênh Loa Phường TV của em Lai chia sẻ thì mọi người đã biết bản thân như là ông Putin tổng thống Nga, ông ấy cũng còn ủng hộ đầu tư vào tập đoàn này mà. Bản thân là một ông quốc vương Dubai, là một ông trùm của 7 đất nước tiểu vương quốc Ả Rập, ông ấy cũng còn đầu tư vào tập đoàn này cơ mà. Bản thân là một đất nước Ấn Độ 1 tỷ dân, người ta cũng còn đồng đầu tư vào tập đoàn này và người ta ký kết hợp tác lâu dài với tập đoàn VT của chúng ta. Rồi bản thân là tỷ phú Elon Musk, là một ông chủ của một cái hãng xe điện có thể nói là số 1 của thế giới tính đến thời điểm này. Người ta đã tìm đến tập đoàn VT để họ mua sản phẩm của tập đoàn VT cách đây 3 4 năm rồi để người ta sử dụng và lắp lên cái xe điện Tesla. Và rất rất nhiều những cơ quan chính phủ có thể nói lên đến hàng hơn 146 cơ quan chính phủ của các quốc gia tìm đến để hợp tác với tập đoàn VT. Đúng không ạ? Riêng năm 2022 thì có đâu đó khoảng 52 cái hợp đồng. Và năm 2023 thì có đâu đó khoảng 500 cái hợp đồng. Và trong 500 cái hợp đồng đó thì có 100 cái hợp đồng, khoảng 100 cái hợp đồng đó là tiền khả thi, có nghĩa là có thể giải quyết ngay và luôn. Mọi người ạ. Và em chưa thấy ở trên cái thế giới này chưa có một cái tập đoàn nào mà lại được hàng trăm cơ quan chính phủ của các quốc gia người ta quan tâm và người ta ủng hộ. Ngoài câu chuyện là các quốc gia quan tâm, các quốc gia ủng hộ ra thì bản thân của mỗi nước nó sẽ có những cái doanh nghiệp đầu đàn. Nó sẽ có những cái doanh nghiệp đầu đàn tìm đến với tập đoàn VT để hợp tác, để mong muốn ký kết làm ăn lâu dài với tập đoàn VT. Mọi người ạ. Thế thì nếu như chúng ta mà không tìm hiểu cái cơ hội này, một cái cơ hội tốt như thế mà chúng ta không tìm hiểu để chúng ta giành lấy một phần nhỏ bé của trong một cái tập đoàn này, đúng không ạ? Thì chính chúng ta là người trao cơ hội cho người khác. Em lấy ví dụ, em thấy cái cơ hội này nó rất là tốt, góp vốn vào tập đoàn này nó rất là tốt. Chúng ta được đồng hành cùng với một nhà khoa học, một vĩ nhân, chứ không phải là chúng ta đồng hành cùng với một thằng lừa đảo, được chưa? Một vĩ nhân được cả cái thế giới này người ta tôn quý, người ta trân trọng. Chúng ta hãy cảm ơn cuộc đời, cảm ơn may mắn là chúng ta sinh ra đúng thời, gặp đúng vận, đúng không ạ? Và may mắn gặp đúng người thì người ta mới chia sẻ cho mình cơ hội chứ, đúng không ạ? Nếu chúng ta sinh ra từ năm 30 thì giờ này lấy đâu được cơ hội? Hết rồi, có đúng không ạ?
Đấy, cho nên là tại sao em Lai lại rất là trân quý cái cơ hội này, vì từ cái cơ hội này nó có thể biến chúng ta từ những con người bình thường trở thành những con người phi thường, đúng không? Từ những người mà có thể là ngày hôm nay không có một đồng tiền nào để khởi nghiệp, có thể là từ những người mà làm ở đâu đó với cái mức lương là 3 triệu, 5 triệu, 7 triệu hoặc 10 triệu, mức lương thấp chúng ta sẽ ăn còn không đủ chứ đừng nói là dư. Ăn còn không đủ chứ đừng nói là dư. Dư ở đâu? Phải dư thì phải có tiền mà đầu tư chứ, đúng không ạ? Dư ở đâu? Nhưng từ cái cơ hội này chúng ta mới biến được từ những đồng tiền nhỏ lẻ của chúng ta, đúng không ạ, để góp gió thành bão. Đó, chúng ta đồng hành cùng với một nhà khoa học. Nếu như ai không nhìn thấy tiềm năng của tập đoàn này thì em quả thật là đáng tiếc cho mọi người. Và để minh chứng cho điều đó thì mọi người ạ, em Hà mới tham gia vào UST chưa được nửa năm, chưa được 6 tháng. Em Hà cũng, bản thân em Hà cũng là một công chức nhà nước, công tác được 21 năm. Và em Lai có hỏi em Hà một câu vui và cũng là một câu thật, là trong 21 năm thì em công tác em có tiết kiệm được khoảng 2 tỷ hay không, thì em Hà có trả lời với em Lai đó là đâu đó khoảng 500 triệu em còn chưa tích cóp được anh ạ. Đấy, thế thì em Lai cũng xin phép được mang cái nỗi đau này của em Hà ra để khoe với mọi người. Đó là biết đến UST này chưa được 6 tháng đâu mà em Hà bây giờ cũng đã có tài sản có thể nói lên đến tiền tỷ, mà nếu như em Hà vẫn làm cái công việc cũ á thì có thể hết cuộc đời này chưa chắc em Hà đã có khối tài sản lớn như thế. Đấy, và em chỉ kể đến khúc đấy thôi, và cái khúc sau thì em xin phép được nhường em Hà tự kể cho mọi người nghe. Anh muốn hỏi em Hà đó là từ lúc mà em biết đến UST đến giờ ấy, thì em có cảm thấy cái con người em nó khác xa không? Em có cảm thấy con người mình nó khác cái con người của cách đây 6 tháng không? Em có thể kể cho mọi người biết là em biết đến UST và UST nó làm cái gì mà em thay đổi nhiều vậy? Dạ vâng, em cảm ơn câu hỏi của anh Lai. Các anh chị thấy anh Lai chia sẻ có năng lượng không ạ? Nếu các anh chị thấy anh Lai chia sẻ rất là năng lượng và có những cái câu chia sẻ rất là thật tâm từ chính chính tâm can hết, tức là anh chia sẻ bằng chính ruột gan của anh ấy, thì các anh chị dành cho anh Lai của em một số 6. Và thật sự là khi em Hà vào đến Unique Kai thì em Hà mới biết đến anh Lai. Hai anh em thật sự là không biết nhau, cũng chỉ biết nhau qua mạng xã hội. Anh Lai thì bây giờ sống ở Rạch Giá Kiên Giang, còn em Hà thì đang sống ở Bắc Ninh. Đấy. Thì thật sự là khi biết đến cơ hội Unikai thì em Hà đã vỡ òa trong hạnh phúc. Bởi vì sao? Bởi vì từ trước đến nay em Hà vẫn loay hoay trong cái bài toán đó chính là làm kinh tế. Thật sự với các anh các chị, em Hà khát khao làm giàu lắm. Trong con người em từ trước tới nay. Em Hà nhớ là em Hà lập gia đình năm em Hà tính cả tuổi mụ là 23 tuổi. 23 tuổi. Năm bấy giờ thì em sinh cháu lớn vào năm 2004 và đến năm 2007 em sinh sinh cháu thứ hai. Thì có một cái chú hàng xóm ở gần nhà em thì chú toàn trêu em như thế này. Cái con bé này nó sướng, đọc có ăn rồi ở nhà là chăm con với bế con không phải làm gì cả. Ông chú nói trêu em như thế. Em cũng chỉ biết là chú nói trêu thôi. Nhưng thực sự mình là con lúc ấy, cái giờ con bé thì mình vẫn phải chăm con của mình rồi. Bên cạnh công việc là em đi giảng dạy. Nhưng mà các anh chị biết không? Em thì rất muốn, tức là muốn muốn thay đổi được cuộc sống của mình, nhưng mà thực ra em không có tư duy. Bản thân em không có tư duy. Cho nên là em nhớ là lúc cháu thứ hai nhà em được khoảng 2 tuổi, hơn 2 tuổi, 3 tuổi thì cháu cũng đi và cháu cũng chơi được ấy. Em nhớ là công việc đầu tiên mà em làm thêm để tạo ra nguồn thu nhập thứ hai, bởi vì em thấy rằng là cái kinh tế của gia đình nhà mình nó cũng khó khăn đấy, cho nên là em làm ngồi làm hàng mã. Em nhớ là cái đợt đầu tiên em làm một buổi chiều em làm đâu đó chỉ được khoảng 25-30 nghìn thôi, lúc ấy mình mới làm cho rất là chậm. Thế em làm được đâu đó em làm nhớ là được 2 năm làm hàng mã thì em thấy là làm như thế nó rất là vất vả, thì em mới nghĩ đến cái việc đó chính là sau này thì em mới chuyển sang kinh doanh online. Chuyển sang kinh doanh online thì em đã trải qua là bán mỹ phẩm. Và cái thời điểm bấy giờ thì em Hà cũng kinh doanh mỹ phẩm khá tốt các anh các chị. Cái vốn khởi nghiệp đầu tiên của em là 10 triệu. Nhưng mà sau dần dần thì em tăng dần lên, là có những thời điểm là em nhập hàng đến hàng trăm triệu, thậm chí là có tháng lên tận 200 triệu. Đấy, và lúc bấy giờ em nhớ là em tham gia Facebook là năm 2014 thì em bán hàng luôn. Tức là Facebook lúc bấy giờ IPO là năm 2012.
Tức là 2 năm sau ấy, tức là lúc bấy giờ mọi người dùng Facebook không nhiều như bây giờ đâu các anh các chị. Thì em thấy cái nguồn thu nhập từ cái việc mình bán hàng cũng khá tốt. Thế nhưng mà có một cái duyên, đó chính là đợt bấy giờ là bạn hiệu phó, em là giáo viên mà. À, hiệu phó trường em bảo là trường thiếu giáo viên dạy văn, mà trước đây em dạy sử thì em cũng phải đi tăng cường. Có đợt thì em đi tăng cường ở cách trường khác nó khá xa, cách khoảng độ mười mấy cây ấy. Thế thì bạn ấy bảo thế thì em ấy đồng ý đi học, lúc ấy rất yêu nghề anh lại và các anh chị. Em đi học văn bằng 2 môn văn. Nhưng em có làm công việc nữa các anh các chị để em thử. Đó chính là làm bảo hiểm. Hôm nọ em kể là em quên mất cái công việc này là em làm, nhưng thời gian em làm không lâu được, bởi lúc bây giờ em không kiên trì, bởi vì em gặp sự từ chối cái là em làm đấy. Thế thì em mới chuyển sang là sau khi mà học văn bằng 2 xong thì nhà trường bố trí cho em dạy, thì em thấy là mình yêu nghề như thế thì em lại lúc bấy giờ là bán hàng online ấy, thì lúc bấy giờ nó cũng cạnh tranh khá lớn, bởi vì là có rất nhiều hãng mỹ phẩm nó ra, cho nên là em không 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 em mới quyết định là thôi em thu dần em không bán nữa. Tất cả vốn liếng em tiết kiệm được thì năm 2018 em chuyển em làm cái nhà này, thì tất tần tần là vốn liếng của em cho lấy hết đấy. Thế thì em làm bảo hiểm thì cũng chỉ được một thời gian, sau đó thì em không đủ dũng khí để em đi chia sẻ nhiều cho mọi người. Thế thì cách đây 2 năm thì cháu lớn nhà em có vào học đại học, thì em thấy cái bức tranh tài chính của nhà mình nó mờ mịt lắm. Bởi vì đúng thật là anh này em lúc nào em cũng trong tâm niệm trong đầu là bên cạnh cái việc lương cái lương chính mình đi dạy ra thì mình phải có một nguồn thu nhập, ít nhất một nguồn thu nhập nữa. Nhưng em không có tư duy, em chỉ biết là tạo ra một nguồn thu nhập mà mình vẫn phải có sự xuất hiện của mình vẫn phải bỏ thời gian, vẫn phải bỏ sức lực ra để làm, chứ không biết dịch chuyển là tạo ra nguồn thu nhập thụ động. Cho nên em đã tìm kiếm đến cơ hội, thì em tìm kiếm cũng khá nhiều các cơ hội khác, và cuối cùng thì em biết đến Unikai. Khi biết Unikai thì em đã vỡ òa trong hạnh phúc, bởi vì là em lúc bấy giờ là em cũng đã bắt đầu đọc một số cuốn sách để thay đổi tư duy về tài chính. Lúc bấy giờ mới biết là mình cứ đi kiếm tiền. Không biết các chị có giống như em Hà không, bởi vì thực ra mình là mình dù có mình làm bất cứ công việc gì đi chăng nữa, mình dù có trình độ học vấn cao hay học vấn thấp đi chăng nữa, mục đích cuối cùng là để mình phải đi kiếm tiền, đúng không ạ? Kiếm phải kiếm được tiền để giúp cho cuộc sống của mình trở nên hạnh phúc hơn, tốt hơn, đúng không ạ? Thế thì em không có tư duy đâu, em cũng chỉ nghĩ là mình cứ tham gia một cái công việc nào đó mà phải bỏ thời gian, bỏ sức lực ra. Thế sau với đối cai thì em đã thay đổi là lý do vì sao mình trong vòng luẩn quẩn về kinh tế, mình không có sự đột phá về kinh tế là do cái tư duy của em à, cái tư duy của bản thân mình. Bởi vì là cái tư duy của chúng ta rất là quan trọng, bởi vì chúng ta đi làm để kiếm tiền nhưng chúng ta lại không biết cách quản lý tài chính là một. Cái thứ hai, chúng ta không biết cách vận hành đồng tiền, không biết dòng tiền nó chảy về đâu. Thế cho nên mình lúc nào cũng cũng chỉ làm kiếm tiền bằng việc là bỏ thời gian, bỏ sức lực ra để làm. Cho nên là thời gian của chúng ta thì đều có 24 tiếng như nhau, đúng không ạ? Chúng ta không thể kéo dài thời gian là hôm nay nó thành 36 tiếng hay 48 tiếng được. Thế nhưng những người mà họ trở nên giàu có thì họ đều biết cách quản lý thời gian của họ một cách hiệu quả, và cái thứ hai là họ có cách làm một cách thông minh. Họ họ làm kinh tế thì họ không phải chỉ làm bằng sức lực, tất nhiên ai cũng phải bắt đầu từ công việc ấy, nhưng sau đó họ biết dịch chuyển là làm giàu bằng bằng trí tuệ của mình, hoặc là họ biết mượn đòn bẩy của người khác, họ biết mượn tiền của người khác, họ biết mượn đòn bẩy về thời gian, về sức lực của người khác để giúp cho họ nhân tiền lên đấy. Và lúc bấy giờ thì em Hà biết Unica, em Hà đã vỡ òa trong hạnh phúc. Bởi vì sao? Bởi vì là em Hà cứ nghĩ rằng là mình phải có cái số vốn rất lớn thì mình mới có thể tham gia được, bởi vì có thời điểm vừa rồi em cũng định nghĩ là em kinh doanh lại, nhưng nếu kinh doanh trở lại thì ít nhất mình muốn cạnh tranh được với những người đi trước thì mình phải bỏ ra số vốn ít nhất cũng phải 5-70 triệu hoặc hàng 100 triệu trở lên, thì mình nhập cái số lượng hàng lớn thì mình mới có thể cạnh tranh được với mọi người. Thế thì em Hà biết đến Unikai thì em Hà hạnh phúc, bởi vì thứ nhất là em Hà chỉ cần bỏ ra số vốn rất nhỏ là từ 50 đô em Hà có thể tham gia đầu tư được rồi. Cho nên em Hà nghĩ số vốn nhỏ như thế mình cũng thể tham gia đầu tư được. Thế cho nên là em Hà mới 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 quyết định là tìm hiểu kỹ hơn về nó bằng việc tham gia một cái khóa học ở ngoài Hà Nội. Ở mấy giấy xã của Hà cũng có tham gia cùng với em Hà ở ngoài Hà Nội đấy, thì em Hà hiểu rõ hơn về cái tập đoàn này. Bởi vì thực ra ấy, khi làm cái lĩnh vực đầu tư ấy, thì mọi người cứ nghĩ rằng là phải những người có kiến thức cao siêu hoặc mọi người phải có số vốn lớn mới được tham gia được đầu tư.
Thế nhưng mà khi em Hà tham gia cái khóa học ấy và tìm hiểu thì em Hà mới biết là số vốn nhỏ mình có thể đầu tư được là một. Cái thứ hai nữa là khi đầu tư thì cái thông tin về cái doanh nghiệp ấy nó rất quan trọng. Bởi vì nếu như mình không có thông tin chuẩn nguồn thì mình rất dễ bị mất tiền. Và em Hà cũng hiểu được một số anh chị hiện nay đang chưa đón nhận cơ hội này bởi các anh chị sợ mất tiền. Các anh chị sợ mất tiền. Thế thì em Hà đi học em Hà mới biết được cái công ty này, tập đoàn này nó là một tập đoàn thuật. Kinh doanh theo mô hình truyền thống, sản phẩm của họ có một hệ sinh thái sản phẩm rất lớn. Mà cái sản phẩm át chủ bài mà ngài chủ tịch muốn đưa lên sàn Nasdaq đó chính là công nghệ giao thông cấp 2 trên không. Thế thì em Hà thấy nói đến giao thông thì em Hà cảm thấy yên tâm lắm, bởi vì sao? Khi mà họ tất cả các chính, bởi vì cái lĩnh vực này là các chính phủ họ đều quan tâm và đầu tư vào giao thông là đầu tư với cái tầm nhìn không phải là tầm nhìn của cá nhân mình nữa mà là tầm nhìn của các chính phủ, tầm nhìn của các bộ trưởng, họ muốn hướng tới để thay đổi cái bộ mặt giao thông của một đất nước. Đấy. Rồi em Hà thấy cái hệ sinh thái của sản phẩm của công ty, của tập đoàn nó quá lớn. Em Hà không nghĩ rằng là có một cái tập đoàn nó lại khổng lồ đến như thế. Như thế. Đấy, bởi vì em Hà đã được gặp rất nhiều các anh chị, các cô, các chú đã sang bên Belarus, sang bên Dubai gặp ngài chủ tịch. Và em Hà còn có niềm tin hơn nữa là khi em Hà tìm hiểu về ngài chủ tịch thì em Hà thấy rằng mình đặt niềm tin như vậy là không sai chỗ, đặt niềm tin đúng chỗ, bởi vì những người đứng đầu tập đoàn ấy đó chính là một nhà khoa học, là một giám đốc của hai dự án lớn của Tổ chức Liên Hợp Quốc. Vì lẽ đó mà em Hà đã tin tưởng hoàn toàn vào cơ hội này và ra quyết định đầu tiên là em Hà đã đầu tư một gói 500 đô. Sau đó thì sau khi đầu tư xong cái gói 500 đô ấy thì em Hà đã đầu tư tiếp. Mục tiêu của em Hà là thời gian tới là sẽ hoàn thành, trước mắt là hoàn thành cái gói để mình hoàn thành 1 triệu, sở hữu 1 triệu cổ phần trước. Và mục tiêu là nếu như kết thúc gọi vốn này có thể là mình sẽ sở hữu số lượng cổ phần nhiều hơn nữa. Để nhằm mục đích là gì? Em Hà sẽ kết thúc cuộc đời làm kinh tế của mình ở tại UST trong năm 2024 này. Có thể là năm nay em Hà chưa nhận được cái quả trái ngọt trong quá trình em Hà đầu tư ấy, nhưng sang năm em Hà sẽ nhận được. Và một vài năm nữa thì tất cả các cổ đông của Unikai sẽ thay đổi được cái bức tranh tài chính của mình, đặc biệt là sẽ khiến cho cuộc sống của mình lúc này nó trở nên tốt hơn. Và sau này mình vẫn tiếp tục đi làm việc thì mình làm việc với một cái tâm thế khác, làm việc một cái tinh thần khác, chứ không phải lúc nào mình cũng làm việc theo kiểu là cứ làm việc chạy theo đồng tiền. Và bây giờ mình đã biết đến một cái kênh đầu tư, đó chính là giúp để tức là bắt tiền đi làm việc thay cho mình để tạo ra nguồn thu nhập thụ động. Và nói thật với anh Lai là trước đây thì em sức khỏe của em cũng rất là tốt, nhưng năm nay em thấy sức khỏe của em bắt đầu có vấn đề. Mặc dù em bước sang tuổi 42 nhưng mà em thấy sức khỏe của em có vấn đề và em không làm việc được với cường độ nhiều giống như trước nữa. Cho nên em thấy rằng là khi mình join vào môi trường đầu tư này thì em, đặc biệt là Unikai, thì em Hà đã cảm thấy rất là hạnh phúc và em Hà cảm nhận được đây là một phước báo lớn của cuộc đời mình. Bởi vì là em Hà đã thay đổi được tư duy của bản thân mình. Em Hà đã biết được một cái cách nữa để tạo ra thu nhập cho bản thân mình, đó chính là nguồn thu nhập thụ động. Đấy, cho nên là trong cái buổi chia sẻ với các chị ngày hôm nay thì em Hà nói thật là em cảm thấy rất hạnh phúc. Và đặc biệt là khi em Hà đến gặp một số những anh chị mà cũng tham gia vào Unikai thì em Hà thấy rằng là họ năng lượng lắm, họ tích cực lắm. Và trước đây ấy, nếu như em làm một cái công việc gì đó mà gặp phải những lời từ chối hoặc gặp phải những cái lời nói hoặc những cái lời phán xét hoặc những cái ánh mắt, những cử chỉ, những cái nụ cười mà theo cái kiểu là phán xét mình thì chắc chắn là em không dám làm. Nhưng có một cái thay đổi nữa mà em Hà nhận được ở Unikai khi em Hà join mình môi trường này, đó chính là gì? Đó chính là em Hà rất bản lĩnh. Đứng trước những cái, bởi vì khi em Hà chia sẻ cơ hội này thì rất nhiều người đã có cái ánh mắt nhìn khác với em Hà. Thậm chí họ còn dè chừng em, anh Lai ạ. Họ còn dè chừng em, họ còn đề phòng em. Họ còn cứ nghĩ rằng là cái cô này chắc cô ấy định mời mình tham gia để lừa đảo đây. Lừa đảo gì mình đây? Đấy. Thế nhưng bây giờ thì gặp phải những cái lời từ chỗ ấy, gặp phải những cái ánh mắt nụ cười ấy thì em Hà sẵn sàng đón nhận nó. Bởi lẽ là bây giờ niềm tin trong em Hà rất là lớn. Mình thành công rồi mà. Tất cả những cổ đông Unikai đã thành công rồi. Và cái thành quả ấy sang năm mọi người sẽ biết được.
sang năm mọi người sẽ biết được khi các cổ đông của Unicai nhận cổ tức, và tới này thì tập đoàn kết thúc đợt gọi vốn và đóng sổ cổ phần lại. Và lúc bấy giờ mọi người có nhận ra cơ hội này, mọi người có muốn tham gia đầu tư thì mọi người hãy chờ UST lên sàn. Và chắc chắn khi lên sàn thì em Hà cũng không dám nói rằng là giá của UST khi lên sàn nó cao như thế nào. Nhưng các anh chị cứ hình dung tất cả các tập đoàn mà họ đi đầu xu thế về mặt công nghệ ấy, thì bao giờ cái giá mà họ lần đầu tiên tập đoàn chào sàn trên sàn chứng khoán ấy, thì bao giờ nó cũng rất là cao. Em Hà ví dụ như Zalo chẳng hạn, anh chị em mình vẫn dùng Zalo. Zalo là của Việt Nam, của tập đoàn VNG của Việt Nam, mà giá chào sàn của Zalo nó cũng 8,5 đô. Hoặc Facebook thì em Hà nhớ là Facebook chào sàn với giá là 17 đô, anh Lai nhỉ, hay là em nhớ nhầm với lại tập đoàn khác nhỉ, 17 đô. Rồi Alibaba 68 đô, rồi Apple cũng khoảng 22 đô, mà từ rất rất là lâu rồi đấy. Thế cho nên là niềm tin của chúng em rất lớn, và tất cả các cổ đông UST đều rất là vui mừng và hạnh phúc vì điều đó. Bởi vì trước đây khi chưa biết đến UST thì em Hà cứ nghĩ rằng việc kiếm được 100 triệu, 200 triệu hay 300 triệu nó rất là khó. Nhưng với Unicai chỉ cần các anh chị kiên nhẫn chờ đợi đến đúng một, tức là đến một cái thời điểm nào đấy, thì cái số tiền có thể tiền tỷ trong tay của chúng ta kiếm nó rất dễ dàng chứ không phải là khó. Đúng không anh Lai? Và thực tế đã chứng minh điều ấy bằng những câu chuyện mà đã xảy ra ở trong quá khứ. Bởi vì chúng ta muốn biết dự đoán được tương lai thì chúng ta sẽ dựa vào quá khứ để chúng ta dự đoán. Và em Hà dạy học sinh thì em Hà vẫn nói với học sinh là gì? Lịch sử là thầy dạy của cuộc sống, là bó đước, đuốc xoay đường đi tới tương lai. Bác Hồ chúng ta từng nói là dân ta phải biết sử ta cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Chúng ta muốn biết được điều gì xảy ra trong tương lai của chúng ta thì chúng ta phải dựa vào quá khứ để chúng ta dự đoán. Vậy quá khứ của các tập đoàn họ thành công như thế. Vậy thì theo các anh chị với UST, một cái công nghệ mà họ giải quyết được rất nhiều các vấn đề mà thế giới đang đặt ra, thì liệu rằng cái tập đoàn này nó có thể phát triển mạnh hơn nữa và trở thành một tập đoàn lớn nhất thế giới vào thế kỷ 21 này không? Đúng không anh Lai? Thế cho nên em rất cảm ơn câu hỏi này của anh Lai. Nếu mà nói về cái cảm xúc của em thì em Hà có rất nhiều những cái cảm xúc để chia sẻ với các anh chị sĩ. Mà trong đó có một cảm xúc mà hiện tại bây giờ em Hà đang cảm thấy, tức là như thế này, em Hà lúc nào bây giờ là yêu UST lắm ạ. Và lúc nào em Hà cũng muốn chia sẻ cơ hội này cho mọi người. Mặc dù làm bất cứ công việc gì cũng nghĩ đến UST ở trong đầu. Và em Hà cũng cảm thấy rất là tự hào bởi vì như thế này. Chúng ta đang sử dụng rất nhiều các sản phẩm của các công ty. Ví dụ như sữa Vinamilk hay Zalo hay Facebook, nhưng mà chúng ta không nhận được lợi nhuận gì cả. Nhưng hiện nay em Hà với anh Lai sẽ rất tự hào, và các cổ đông Unicai sẽ rất tự hào là tới này khi mà những tuyến đường trên thế giới ở một số nước đã xây dựng rồi, và những người dân trên thế giới họ bước lên trên những con tàu của UST ấy, thì em Hà rất tự hào và em Hà có thể nói với con của em Hà rằng là gì? Là mỗi một người dân bước chân lên con tàu ấy là họ đang trả tiền cho mẹ đấy con ạ. Và anh Lai cũng như vậy. Anh Lai sẽ rất tự hào đấy, mỗi một người dân bước chân lên con tàu ấy là họ đang trả tiền cho bố, đúng không ạ? Cho nên là chúng em cảm thấy rất tự hào về điều đó, và chúng em muốn là nắm giữ cái cổ phần này mãi mãi để sau này chúng em có thể thừa kế cho con của em, thậm chí cho cháu của em, đúng không ạ? Đấy, cho nên là em Hà cảm thấy rất là hạnh phúc và cảm thấy là một cái phúc báu rất lớn. Còn nếu như các anh chị nhận thấy đây là cơ hội thì các anh chị có thể tìm hiểu nó và đầu tư. Còn không thì người khác sẽ đầu tư, đúng không ạ? Người khác sẽ trở nên giàu có, đúng không anh? Thế thì em chỉ có một số những cái chia sẻ như vậy thôi. Còn nói thì em có rất nhiều điều để nói, để diễn đạt cái cảm xúc của em. Cảm ơn em Hà rất là nhiều. Em Hà cho anh hỏi là em quê ở Bắc Ninh thì em có biết hát quan họ không nhỉ? Em cũng có cũng có là nhưng mà ngày em đi dạy thì cũng không được trong được trong cái ngành, em có hát một số câu. À, em
người muốn em Hà hát quan họ thì mọi người bấm cho em Hà, tặng em Hà nhiều số 9 đi, để hôm nào đẹp trời thì em sẽ em sẽ mời em Hà hát quan họ cho mọi người nghe. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Có một vị khách đặc biệt đây rồi. Không biết có lên được hay không. Chào anh. Chào em chào Hà. Anh, chào bạn. Chào em Cấn Hằng. Chào bạn Hằng. Chào bạn Hằng. Vào đất kia nó không có cam, à, không, không có cam, không hiểu sao. Anh muốn hỏi em Cấn Hằng đó là khi mà em biết đến UST, từ lúc mà em biết UST đến giờ thì cái con người bình thường của em hay là con người phi thường của em nó thay đổi thế nào, thì em có thể chia sẻ cho mọi người biết được không? Thế thì phải nói là thay đổi bộ sắc luôn là... Khi mà chưa biết đến UST thì hầu như là em hăng hay sống trong cái tiêu cực nhiều hơn. Nhưng mà bây giờ biết đến UST thì không có cái sự tiêu cực trong mình nữa. Kể cả từng cái suy nghĩ nhỏ, nó chỉ có chớp nhoáng qua một cái là cũng em hăng lại loại nó ra khỏi đâu. Bởi vì em hăng nhìn thấy cái niềm tin của mình ở cái UST này, nhìn thấy cái tương lai của mình ở trong UST. Do vậy mà em không còn cái tiêu cực trong mình nữa. Và hôm nay thì em cũng muốn lên đây để chia sẻ một cái niềm vui nhỏ nhỏ. Đó là như hôm trước anh Lai có hỏi em là em đã chia sẻ được cơ hội này đến người thân của mình chưa? Đã giúp được người thân của mình có cơ hội sở hữu chưa? Thì hôm nay thì đúng, người thân của em thì chưa sở hữu. Nhưng cái tín hiệu rất tốt hôm nay là người thân em đã đón nhận từ một cái sự tác động của người ngoài. Là em chia sẻ nhưng mà chưa hiểu và không tin. À, không lại tìm đi. Thì sự tác động của người ngoài, người ta chỉ hỏi là thế tại sao em gái biết, em gái sở hữu, em có, em biết tại sao là mình chưa có. À, thì hôm nay nó là một cái tín hiệu rất là vui với em, dù rằng là người nhà của mình đã có một cái tín hiệu là nhìn thấy cái cơ hội đấy rồi. À, thì em cảm thấy là từ lúc mà em ghi nhận cái đó thì em cảm thấy hôm nay mình rất là vui, bởi vì đấy là người thân của mình đã biết và đã đang tìm hiểu cơ hội này. Thì lúc mà chị em có hỏi là thế bây giờ cái này nó có bao nhiêu gói, bởi vì người thân của em cũng như tất cả mọi người bên ngoài cứ nghĩ là mình phải tham gia thường xuyên hết năm này đến năm khác. Đấy là cái tâm lý đầu tiên, nhưng mà lại bởi vì là khi mà chưa đặt tâm vào cái đấy thì nên mọi người chưa tìm hiểu nên là cứ nghĩ là mình cứ phải đóng triền miên đó. Thế nhưng hôm nay đã nhờ sự tác động của người bên ngoài thì là chị em cũng đã hiểu là không phải là như vậy. Thì chị có hỏi là thế nó có những gói nào, nó có nhiều gói không? Em bảo là hiện tại thì cái gói quà Tết của Việt Nam thì nó có 3 gói. Một là 250 đô, hai là 1.000 và ba là 2.500 đô. Thì chị em cũng có bảo là thế thì chị cái gói nhỏ nhỏ được để thử thôi. Em bảo không, 1.000 chứ không 250. Em không bảo chị vào hàng ngày 2.500 mà em bảo chị 1.000. Bởi vì sau này mà đến khi mà chị hiểu rồi, chị muốn mua ngân đấy cổ phần, chị phải mất rất nhiều tiền mới mua được. Và chắc chắn cái nơi là không mất được, mà cũng không phải là lừa đảo. Thì đấy là cái tín hiệu mà người thân của em đã tiếp nhận. Nên là hôm nay em cũng cảm thấy là rất vui. Mình giúp được cho người ngoài thì mình đã vui rồi, nhưng người thân của mình có, mình còn vui hơn. Nên là hôm nay em cảm thấy là em cũng định chỉ là hôm nay chỉ nghe và tăng tên mọi người vào để mọi người nghe chia sẻ của anh và bạn Hà. Nhưng tự dưng em cảm thấy là mình có một cái niềm vui, mình cũng muốn lên mình san sẻ. Thì tất nhiên là em thì em muốn lên tường Facebook kia, nhưng mà cái tường Facebook đấy tại sao nó lại em lại lên nhưng nó không hiện lên được. Thế nên bắt buộc em phải vào bên Facebook bên này. Đấy, em thì ngày trước livestream của anh hoặc mọi người em cũng không biết cách tăng tên mọi người vào để mọi người có thể xem trên tường Facebook được. Nhưng mà bây giờ em cũng đã biết là em cũng không biết, thực ra là bản thân em cũng không biết là ai có nhu cầu, ai không có nhu cầu. Nên là với cái sự mình cứ cho đi. Ai cần, ai muốn thì họ sẽ đón nhận. Còn ai không muốn thì họ có thể làm lướt qua. Họ không để tâm, họ không để ý. Thế thì khi mà cái động lực để mà người thân mình ủng hộ thì em cảm thấy là mình lại có cái động lực hơn để mình lan tỏa cái cơ hội này mạnh mẽ hơn tới mọi người. Đó. Bởi vì khi người bên ngoài phán xét mình là một chuyện,
nhưng người thân mình phán xét nó lại là cái áp lực của mình nhiều nhất. Nên là khi mà được sự đón nhận, được sự đồng tình thì cảm thấy mình nó rất là hạnh phúc cực kỳ luôn ạ. Thế nên là em cảm thấy là kiểu gì hôm nay em cũng cũng lên, nói chung là có thể là người bên ngoài không hiểu cái tâm trạng lúc bây giờ, nhưng mà trong trong tâm trạng của em, cũng như khi mà chồng em biết cái cơ hội này, em cũng không vui bằng bây giờ là người thân em biết đâu ạ. Bởi vì chồng em thì nếu như chồng em không biết, sau này em thành công thì cũng là tài sản của vợ chồng. Nhưng người thân của em biết thì là tài sản của người thân của em. Đó, thế nên là khi mà người ngoài có đón nhận rồi thì người thân của mình đón nhận nữa thì nó cộng dồn lại cái niềm vui, cái niềm vui nhân đôi đấy. Thứ hai nữa là dù rằng em giúp được những người có thể là họ đang rất là khó khăn, họ chỉ vào những cái gói nhỏ thôi, nhưng mà đấy từ nhỏ nó sẽ có gói lớn. Và em cũng vậy, ngay ban đầu em cũng chỉ là nhỏ thôi, chứ cũng là thử, nhưng mà dần dần mình cứ có đến đâu thì mình gia tăng lên đấy. Bởi vì khi em tin chắc là tất cả mọi người đã vào cái tập đoàn UST này thì không ai dừng ở một con số đầu tiên đâu ạ. Bởi vì cái mà em chứng minh đó là bản thân mình. Lúc đầu em cũng chỉ bảo là thôi cứ vào gói như vậy thôi, xong thì thôi coi như mình đầu tư bỏ đấy để mình làm việc của mình, làm việc truyền thống của mình. Nhưng mà khi mà đã hiểu rồi thì thực sự là nó rất tự dưng nó hút mình, bởi vì mình thấy là nó là một cái cơ hội nó quá tuyệt vời. Nếu như mình không đón nhận nó chắc chắn mình sẽ hối hận, và hối hận là tại sao ngày đấy mình không cố gắng để cho cuộc sống của mình bây giờ nó đỡ hơn. Nên là khi mà như em cũng vừa nói chuyện với mấy chị em xong mà có một câu chuyện này em cũng thấy rất là thấm. Chị đấy cũng bảo là chị chia sẻ với tất cả các anh chị em trong nhà. Lần đầu tiên thì các anh chị em cũng nói là lừa đảo, không tin. Và thậm chí chị em còn bảo nhau mà đừng có cho gì vay tiền, hoặc đừng có chuyển cho gì tiền mà mất đấy. Đó. Thế thì chị gái thứ của chị thì có hai vợ chồng có mua một con nghé. Chị bảo là lúc mua thì làm 11, 12 triệu gì đó. Nhưng mà khi mà mua về chăn nuôi không may con nghé đấy nó bị gãy chân, thì bán đi chỉ được có 56 triệu thôi. Đó. Thì từ cái mà con nghé đấy thì anh chị đấy ngộ ra rằng, nghĩa là trước đấy thì chị ý đã tham gia giấu chồng rồi, đã tham gia gói nhỏ là 250 đô giấu chồng. Nhưng khi mà cái sự cố nó xảy ra như vậy thì chị ý ngộ ra rằng à đây là một cái con trâu, thực là đấy là một cái tài sản của người nông dân mà nó còn có cái rủi ro như vậy. Rủi ro này không phải do mình đó, mà nó còn rủi ro như vậy. Thì vậy thì tại sao mình lại không đón nhận một cái cơ hội tốt như thế? Thế là vậy là từ một cái đấy là tự anh chị ý ngộ ra, mà anh chị gọi điện cho em gái và gia tăng tài sản của cả hai vợ chồng. Đó. Và đến khi chị ý về quê, chị cả là người phản đối đầu tiên nhất và nói chuyện với các em là không được đồng hành cùng gì. Thì chị cả thì lại hỏi chị đấy là đã tham gia chưa như nào đấy. Thế sao tự dưng chị cả lại gửi tiền lại cô em đấy là gửi cho gì và là đầu tư cho chị. Thì vậy có phải là khi mà chúng ta chia sẻ mọi người chưa hiểu, vẫn còn đặt nghi ngờ, nhưng có một chỉ cần một sự cố nhỏ nhoi thôi mọi người đem ra, mọi người suy nghĩ là chúng ta làm cái gì nó cũng có rủi ro. Vậy thì cái cơ hội này bây giờ nó đang rất là tuyệt vời. Nếu chúng ta chỉ đặt vào tất cả các cơ hội nào chúng ta cũng đòi thắng 100% thì chúng ta sẽ không dám đón nhận một cơ hội gì hết. Mà bản thân em thì em lại nghĩ là nếu như mà mình làm ăn kinh doanh đúng không ạ? Thậm chí mình cần đi vay để mình làm. Nhưng có chắc rằng mình vay mà mình làm mình có lãi không? Đó. Cái lãi có cập hay không? Thậm chí có những người còn bị âm. Vậy thì mình ở đây mình làm ăn ở đây thế. Nhưng mà cái số vốn của chúng ta bỏ đây không phải là nhiều quá. Nó đủ sức với chúng ta hay thôi. Nó không thể làm cho chúng ta phá sản hoặc làm cho cuộc sống của chúng ta nghèo đi, nếu như với cái số tiền chúng ta cho phép. Đó. Còn cái số tiền lớn thì em hàng không nói, bởi vì những người có số tiền lớn thì họ có khả năng kinh tế nó khác. Và cũng câu chuyện của chị ấy chia sẻ là khi mà bà chị gái đó tham gia thì nghĩa là cũng ngăn các con dâu, con trai là không được tham gia với gì. Thế thì khi mà các cháu tham gia thì vẫn là giấu mẹ. Đến lúc nói thế thì cuối cùng là mẹ cũng tham gia rồi. Vậy là cả gia đình đều có tài sản. Đó, thế có phải là
Em thì em thấy là gia đình chị rất là tuyệt vời. Bản thân mẹ chị là người rất là lớn tuổi rồi, nhưng lại là người tư duy rất mở. Đấy, chị ấy bảo là con sẽ tặng mẹ tài khoản, nhưng mẹ chị bảo không, mẹ sẽ tham gia bằng tiền của mẹ. Đó. Thì em phải nói là bây giờ chị là cả gia đình nhà chị là đều có tài khoản, đều có tài sản ở tập đoàn UVT. Thì chị em thì em cảm thấy là vậy thì em sẽ tiếp sức cái nguồn năng lượng của chị, là em cũng hy vọng là cả gia đình nhà em bên nội bên ngoại trước sau gì cũng sẽ có, dù ít hay nhiều. Đó. Em bởi vì là khi mà cái động lực của em mà khi chị gái em nó nhận và bây giờ lại được cái sự chia sẻ của chị với em như vậy, thì em cảm thấy là đúng, nó phải có tùy từng từng thời điểm, nghĩa là cái duyên nó đến thì tự khắc người thân của mình cũng hiểu đấy là cơ hội tốt, chứ không phải là nếu như không phải cơ hội tốt thì người 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 trong gia đình nhà mình không bao giờ suốt ngày ra giả chia sẻ hết người nọ đến người kia, thậm chí lên Facebook chia sẻ đó. Thì đấy là những cái câu hỏi mà đặt ra, và bản thân em cũng cảm thấy là mình tự tin hơn, trước đã tự tin rồi, bây giờ càng tự tin hơn nhiều nữa để em có thể lan tỏa cơ hội này. Và trước đây em có thể một, nhưng bây giờ em sẽ 10, và em sẽ mạnh dạn hơn và chia sẻ với tất cả những người mà em bây giờ em cũng sẽ không 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 lựa chọn nữa. Em không lựa chọn là em có thể chia sẻ với người này hay không chia sẻ với người này, em chia sẻ hết đó. Ai đó nhận thì là đón nhận, không đón nhận thì là thôi, nghĩa là làm sao để sau này mà những người mà em từng chia sẻ, từng đặt cái cơ hội này đến tay người ta rồi mà người ta không đón nhận, mà khi mà cơ hội này thành công, cũng như bạn Hà nói là sang năm chúng ta nhận cổ tức rồi, thì mọi người cứ hối tiếc là tại sao tôi đã được nghe bạn ấy chia sẻ hoặc cháu ấy chia sẻ mà tôi không đón nhận, thì đấy là do mình chứ không phải do người ta biết mà người ta không cho mình cơ hội này. Đó. Làm ra là ngày hôm nay nó có rất nhiều câu chuyện để mà tạo động lực cho em Hằng. Đấy, tạo động lực cho em Hằng với cái cơ hội này. Khi mà bản thân em thì em đặt ra là nếu như bây giờ em cứ cho là em là người khởi nghiệp đầu tiên đi để em kinh doanh, và em so sánh với cơ hội này, chắc chắn rằng nếu như em khởi nghiệp kinh doanh, em không thể bỏ vốn ra độ 10 triệu, 20 triệu để em kinh doanh được, chắc là không. Đó, chắc chắn là không. Thì là em sẽ lựa chọn cái cơ hội UST này, bởi vì nó cho phép em ở cái ngưỡng là mình, nếu như mình không có 25 triệu, em nói là nếu như bản thân mình nghèo đến nỗi không có 25 triệu là bản thân mình không làm ra, thì em cũng sẵn sàng để mình đi vay cái tiền đó để mình tham gia lấy 25 triệu này. Đấy là thực sự là em cảm thấy là cái 25 triệu này nó không to, nó cũng không nhỏ đó. Thì em và cũng có một câu chuyện như thế này nữa, là chị cũng bảo là có một người là chị chia sẻ cơ hội lâu rồi, người đồng đồng nghiệp làm cùng chị chia sẻ cách đây là từ khi chị tham gia vào đây là 2020 đó, mà bạn ấy biết là người cùng công ty làm, biết chị tham gia đến bây giờ nhưng bạn ấy vẫn chưa tin. Mà khi bạn ấy thì muốn tham gia thì bạn ấy lại đặt một câu hỏi thế này, mà bản thân em cũng gặp rất nhiều trường hợp như thế thôi. Bạn ấy bảo là bạn ấy vào gói 500 triệu, bạn vào gói 500 triệu thì chị có dám đảm bảo cho bạn ấy không, ý là nếu mà thắng thì không nói, nhưng nếu mà bất mất thì đền cho bạn đó. Đấy. Đúng, anh chị em chúng ta đã hiểu rồi, chúng ta dám khẳng định luôn, bản thân em cũng dám khẳng định, nhưng chị ý trả lời một câu này, không phải là chị không dám không không dám bảo đảm cho em, mà cái là cái niềm tin và cái sự hiểu biết của em nó phải nằm trong em cơ. Em hãy ra đầu tư cho mình gói 1.000 trước đi đã, rồi sau đó em vào cho các con em và cho chồng em vào văn phòng cá nhân của em tìm hiểu, đến khi nào em cảm thấy nó thực sự đây là cơ hội tốt mà em đón nhận thì em xuống bao nhiêu tiền đấy là việc của em đó. Thì và em cũng cũng thấy một cái câu trả lời của chị cũng đã mở cho em rất là nhiều cái tư duy trong đầu mình, nhiều cái suy nghĩ trong đầu mình mà trước đây mình cũng chưa tìm ra được một cái giải pháp tốt để mình cho những người mà có khát khao nhưng lại muốn mượn cái niềm tin của người khác đó. Nên là khi mà em thấy là mình đã muốn rồi thì mình phải tìm hiểu, chứ mình không thể thể lấy cái sự đảm bảo của người khác để mình đi làm kinh tế cả. Bây giờ ai cũng vậy, nếu muốn kinh doanh
mà lại muốn người khác đảm bảo cho cái sự kinh doanh của mình phải thành công. Nếu thất bại thì cái người đó phải chịu trách nhiệm. Thì chắc chắn là ở trên đời này là em khẳng định là không có ai dám. Kể cả có, người ta có điều kiện nhưng người ta cũng sẽ không làm như vậy. Bởi vì làm như vậy thì người mà được bảo đảm đó họ sẽ ỷ lại. Họ sẽ không có một cái tư duy, họ không có một cái để mà họ tìm tòi để họ làm, họ phát triển. Và bản thân em thì cũng nhận được rất nhiều nguồn động lực ngày hôm nay là thông qua thời gian mà live stream với các anh và các bạn đó. Thì bây giờ cũng rất là nhiều người có rất nhiều thông tin là tích cực gửi đến em hàng. Đó nghĩa là họ đang đón nhận những cái thông tin này rồi. Còn cái mà ra quyết định thì em cũng chưa biết, nhưng mà nghĩa là cái thông tin tích cực đấy, cái thông tin họ đang theo dõi, em thấy là cái xác suất nó lớn hơn rồi. Bởi vì em nghĩ là cái mà để mà cái duyên mà em gieo chắc chắn nó sẽ có ngày hái quả. Em cảm ơn anh, cảm ơn bạn đang nghe em chia sẻ. Cảm ơn em Hằng rất là nhiều, chúc mừng cho những người thân yêu của em Hằng sẽ sớm có mặt ở trong tập đoàn này. Rất là tuyệt vời. Không những là những người thân yêu của em Hằng và người thân yêu của em Hà, người thân yêu của em Lai hay là người thân yêu của tất cả các anh chị em cô chú chúng ta, họ có quyền được biết đến cái cơ hội này mọi người. Họ có quyền được biết đến cơ hội này. Và câu chuyện là họ có tham gia hay không thì đó là sự lựa chọn và quyết định của họ. Đó. Và em Lai làm UST này tính đến giờ là hơn 2 năm rồi. Mới biết đến UST khoảng 3 tháng 4 tháng thôi thì em đăng lên hết nhật ký Zalo, TikTok, YouTube, Facebook, gửi gần như tất cả những thông tin cho những người thân yêu của mình, bạn bè, bà con, dòng họ, người thân. Danh bạ điện thoại của em Lai có hơn 6.000 cái số, danh bạ Zalo có 2.800, danh bạ Facebook có 4.000, gửi hết. Và phản hồi lại thì rất là ít mọi người, rất là ít, có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là người thân của chúng ta sợ cái gì? Sợ cái gì? Thì em có thể gạch đầu dòng ra vài cái gạch đầu dòng quan trọng. Đó là số đông người dân của chúng ta là sợ mất tiền. Cái thứ hai đó là một cái cơ hội mà chúng ta lại nghe đâu đó ở trên các kênh truyền thông, nó có rất nhiều những thông tin trái chiều. Đó. Tất nhiên nó không hoàn toàn là những thông tin trái chiều, nó cũng có rất nhiều những thông tin tốt, đúng không? Nhưng thường thường chúng ta sẽ đi tìm những cái xấu, thường thường chúng ta sẽ đi tìm những cái mà chúng ta bới bèo ra bọ. Đấy, thường thường nó là như vậy mọi người. Còn em Lai, tại sao em Lai lại là tâm huyết với tập đoàn này và lên phát live stream kiên trì hơn 2 năm qua? Đó là có lý do cả. Vì em Lai nhận thấy đây là thật sự một cơ hội tốt. Thật sự đây là một cơ hội tốt. Nó không những tốt với tất cả những người dân của chúng ta mà nó còn tốt cho cả con cháu của chúng ta nhiều đời sau nữa. Mọi người ạ. Nó tốt cho con cháu của chúng ta nhiều đời sau nữa. Đó. Và để biến được từ những cái câu nói đơn giản như thế để cho nó giữ lại, biến nó thành một cái khối tài sản để cho chúng ta ngày hôm nay và khối tài sản cho tương lai của con cháu chúng ta mai sau, thì chính chúng ta phải là người có trách nhiệm với chính mình, có trách nhiệm với cái cơ hội này, có trách nhiệm với con cháu của chúng ta mọi người. Như cái câu chuyện của em Hằng kể, em Lai cũng cảm thấy rất là vui mà cũng cảm thấy chạnh lòng, vì người thân của em Hằng có thể là sẵn sàng dành thời gian ra để tìm hiểu, để đón nhận, nhưng số đông những người thân của em Lai cũng chưa được như thế, hoặc số đông người thân của em Hà cũng chưa được như thế. Tại sao thế ạ? Câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao thế ạ? Đó. Chúng ta có thể cho nhau một tí cái thông tin, gọi nó là cơ hội, đúng không? Cho nhau thông tin, gọi nó là cơ hội. Nhưng chúng ta không thể mà có cho nhau 100 triệu, 200 triệu hay là 1 tỷ, 2 tỷ được. Vì bạn bè, bà con, dòng họ rất là đông. Với bản thân em Lai, em Hà, em Hằng thì cũng chưa phải là tỷ phú đô la hay là chưa phải là nhiều tỷ Việt Nam đồng để mà cho mọi người. Bao nhiêu cho nó đủ, đúng không? Nhưng chúng ta chỉ cần có một tí thông tin mà người khác không biết, một tí thông tin mà người khác chưa hiểu, một tí thông tin mà người khác chưa quan tâm là quý rồi.
Đúng không? Ví dụ em Hà mới biết đến UST đâu đó chưa được nửa năm, nhưng mà em hỏi mọi người là từ một công chức nhà nước đi làm 21 năm mà biết đến UST chưa được nửa năm, vậy mà bây giờ em ấy cũng có khối tài sản có thể tính, tạm tính ở thời điểm này cũng có thể nói là trên 10 tỷ Việt Nam đồng rồi. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là em ấy đi lừa người ta để lấy 10 tỷ à? Không, không phải mọi người ạ. Thế thì khi đấy là em đang tính cái tài sản bé nhất nhá, bé nhất tại thời điểm này nhá. Thế thì mai mốt ví dụ như tài sản bây giờ của em 10 tỷ mà nó tăng lên 10 lần, có phải em ấy có 100 tỷ không? Thế thì cái câu chuyện ở đây là rất nhiều người xung quanh chúng ta, có người thân em Hà, có người thân em Hằng, có người thân em Lai và người thân của mọi người ở đây chưa hiểu là làm cách nào để chúng ta từ những người bình thường, đúng không ạ, sở hữu được những cái khối tài sản lớn, làm cách nào đó để chúng ta khởi nghiệp từ những đồng tiền vốn nhỏ lẻ để biến nó thành khối tài sản lớn. Thì chúng ta hãy dám cho phép bản thân mình đặt câu hỏi với mọi người, đặt câu hỏi với em Hằng, đặt câu hỏi với em Hà, đặt câu hỏi với em Lai. Bạn chỉ cho tôi, chị chỉ cho em, cháu chỉ cho chú, cho thím, đúng không? Cháu chỉ cho ông, cho bà. Một cái câu nói chúng ta đâu có mất cái gì đâu, đúng không ạ? Chúng ta tìm hiểu thông tin chúng ta cũng chả mất gì cả. Sau khi tìm hiểu thông tin, chúng ta cảm thấy đây có thể tin được, hoặc là chúng ta cảm thấy là 60-40 là chúng ta có thể tham gia thử để chúng ta trải nghiệm. Và khi thử chúng ta mới còn thời gian sâu hơn, dài hơn để chúng ta tìm hiểu sâu, kỹ hơn. Khi nào chúng ta đủ niềm tin thì lúc đó chúng ta có thể là ra những cái quyết định lớn lao hơn, đúng không ạ? Đó. Chúc mừng cho em Hằng và người thân của em Hằng. Hy vọng là sẽ rất nhiều bà con, bạn bè, người thân của em Hằng, những người thân yêu của em Hằng sở hữu được cổ phần của UST. Bây giờ thì muốn hỏi em Hà đó là nếu mà được một cái mong muốn cho những người thân yêu của mình thì em mong muốn gì ở họ và em muốn nói gì với họ? Em cảm ơn những lời chia sẻ của anh Lai và chị Hằng. Hôm nay em thấy chị Hằng chia sẻ năng lượng hơn mỗi hôm rất nhiều. Anh Lai có thấy chị Hằng hôm nay thay đổi không? Chỉ trong vòng cách đây có mấy hôm thôi. Em nhớ là có một buổi nữa là chị Hằng cũng lên live cùng với hai anh em mình trong vòng một tuần trước. Nhưng hôm nay em thấy chị Hằng chia sẻ với một nguồn năng lượng khác. Các anh chị thấy UST có kỳ diệu không? Có vi diệu không ạ? Biến một con người bình thường trở thành người phi thường mà đứng trước múa rìu dư luận vẫn có thể mà đứng vững được. Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Còn cái thành quả của UST như thế nào thì tương lai sẽ trả lời cho anh chị, đặc biệt là ít nhất là sang năm. Thì các cổ đông của Vinikai đã nhận được trái ngọt rồi. Thật sự với anh Lai là em Hà cũng như anh Lai với lại bạn Hằng cũng vậy thôi. Thực sự là những cái gì mà tốt đẹp nhất, những cái gì tốt nhất mà mình biết thông tin chuẩn nhất thì bao giờ cũng muốn dành cho những người thân của mình trước. Đúng không anh Lai? Ai cũng như vậy. Em cũng vậy. Khi em mà biết đến cơ hội này thì sau cái buổi họp 3 hôm ở ngoài Hà Nội tìm hiểu về cơ hội này ấy, thì người đầu tiên mà em đặt lịch sau cái buổi họp hôm thứ hai, ngay buổi hôm thứ hai anh ạ, chứ không phải kết thúc 3 hôm, thì em đã chia sẻ cho ba đứa em ruột của em, một cậu con trai và hai con gái. Đấy, thì em chia sẻ luôn cho những người ấy. Thì nói thật là khi em chia sẻ xong em cảm thấy rất là hạnh phúc, mặc dù là lúc bấy giờ là các em ấy chưa đón nhận. Thật ra là cũng có lúc mình, lúc bấy giờ thì mình cũng có lúc mình chạnh lòng, mình hơi buồn một chút. Thế nhưng mà cái này cũng do tư duy của từng người. Thì em cũng rất muốn là chia sẻ cơ hội này đến với tất cả những người thân của em, những người bạn của em. Nhưng mà cũng có thể là những người bạn của em là thuộc cái top 10, thuộc cái đối tượng thứ hai, anh Lai ạ. Bởi vì khi mà em tìm hiểu về cơ hội Unikai và em cũng học về những lớp phát triển bản thân, và ngày xưa em cũng có học về bảo hiểm, về học về kỹ năng xử lý từ chối, thì em cũng biết là khi mà mình đi chia sẻ như thế này mình sẽ gặp ba đối tượng khách hàng. Có thể là một số các bạn là gia đình nhà các bạn ấy, những người thuộc cái đối tượng thứ nhất là tư duy của mọi người rất mở, nhất là những cái người mà họ có những tư duy là dám nghĩ, dám làm những điều khác với mọi người thì họ rất dễ đón nhận. Trong đó có em Lai, em Hà với anh Lai với lại chị Hằng đã dám đón nhận cái cơ hội này.
Nhưng cũng có những người thuộc cái đối tượng thứ hai, mà có lẽ em Hà thấy là chắc gia đình nhà em Hà là mọi người thuộc đối tượng như vậy. Đó chính là những người có tư duy đóng. Đó chính là gì? Khi mà làm một cái việc gì đó nó khác một chút, bởi vì mọi người quen cái lối tư duy cũ rồi, thì mọi người thấy là à, nó có một chút rủi ro, một cái chút gì đó mà nó không chắc, thì mọi người sẽ thu mình lại và mọi người không tìm hiểu về nó. Đấy. Thế thì em Hà cũng rất muốn là trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay, nếu như những người thân yêu của em Hà mà nghe được cái buổi livestream này của em Hà, và mọi người cũng thấy em Hà dạo này rất năng lượng, ngày nào em Hà cũng lên chia sẻ. Đúng không ạ? Ngày nào em Hà cũng lên, không chia sẻ bài, không chỉ chia sẻ bài ở trên tường Facebook, trên TikTok, trên Facebook bằng bài viết, bằng video, mà em Hà lên đây nói. Em Hà đặt ra mục tiêu từ giờ cho đến kết thúc gọi vốn, trừ khi hôm nào mà em Hà bị ốm, trừ khi hôm nào em Hà bận quá em Hà không nên chia sẻ được livestream, còn ngày nào em Hà cũng nên, cũng sẽ nên nói, có thể là rất nhiều những cái thông tin này thông tin khác, hoặc là liên quan đến vấn đề tư duy, rồi liên quan đến vấn đề quản lý tài chính, nói chung là ngày nào em Hà cũng sẽ nên chia sẻ. Thì em Hà rất muốn là nhắn nhủ tới người thân và những người bạn của em Hà là em Hà muốn dành cái cơ hội tốt nhất này đến với mọi người, bởi vì chúng ta em Hà biết là những người thân của em Hà nhiều nhiều bạn, nhiều em cũng có hoàn cảnh kinh tế cũng không khá giả gì đâu, bởi vì bản thân em Hà cũng như vậy, cho nên là em Hà muốn gieo cái hạt mầm giàu có này, muốn chia sẻ cơ hội này đến với mọi người để mọi người đón nhận nó, bởi vì cái số vốn nó rất là nhỏ như thế, nó cũng không làm chúng ta nghèo đi đâu ạ, nó không làm chúng ta nghèo đi đâu, nhưng đổi lại chúng ta nhận được cái gì? Chúng ta nhận được trong vài mấy năm nữa chúng ta cần một khoản tiền lớn thì chúng ta sẽ có, đúng không ạ? Chúng ta sẽ dư giả hơn về tài chính của chúng ta. Thế thì khi dư giả hơn về tài chính rồi, chúng ta muốn no việc gì thì chúng ta cũng có thể no được. Chứ còn nếu như trong cái hoàn cảnh như thế này, bản thân em Hà về quê cũng một số em của em Hà cũng bảo rằng là chị như thế là ổn. Thế nhưng mà các em nghĩ đâu biết rằng cái từ ổn định đấy chỉ để trong ngoặc kép thôi. Còn nếu như cần đến một cái khoản tiền lớn, em Hà không nói là lớn mà khoảng mấy chục triệu hay là 100 triệu, là cũng là một cái quá trình mà tích cóp rất là vất vả của mình mới có thể tiết kiệm được. Thế vậy thì đến khi mà các con của mình mà nó lớn lên, nó trưởng thành, nó cần một số tiền lớn, bố mẹ cần hỗ trợ, thì mình lấy đâu ra để cho con? Cho em Hà rất muốn nhắn nhủ tới mọi người là, thứ nhất, mọi người hãy mở rộng lòng mình, học cách quản lý tài chính là một. Cái thứ hai là học cách hoạch định tài chính. 5 năm, 10 năm nữa mình sẽ có bao nhiêu tiền? Mình sẽ sở hữu bao nhiêu tiền? Chứ không phải là nay chúng ta cứ đi làm mà ừ thôi, bây giờ mình cứ đi làm thế đi, nước đến đâu bè bờ đến đấy, lúc nào cần đến đâu mình lo đến đấy. Thì thật sự là chúng ta sẽ có một cái bức tranh tài chính rất buồn trong cuộc sống của chúng ta, và chúng ta không thể thay đổi được nó, đúng nguyên lai đấy. Thế cho nên tại sao có những người họ giàu họ lại càng giàu hơn, còn những người nghèo chúng ta lại càng nghèo đi, là do cái lối tư duy đấy ạ. Những gia đình họ đã có xuất phát, tức là ví dụ như là họ đã giàu rồi thì họ lại thay đổi tư duy thì họ lại càng giàu tiếp, và những người như chúng ta đã xuất phát điểm thấp hơn rồi thì chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn so với những người khác, đúng không ạ? Bởi vì họ đã có xuất phát điểm hơn, họ đã hơn mình rồi thì mình phải nỗ lực. Ví dụ họ nỗ lực, họ làm thời gian part time thì mình làm full time, còn nếu như họ nỗ lực hơn nữa thì mình sẽ phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa để mình mới bắt kịp, và dần dần mình mới có thể theo bằng hoặc có thể vượt được họ. Thế vậy thì với cái cơ hội như thế này thì em Hà rất muốn là hỏi những người thân của em Hà, những người bạn của em Hà, khi nghe cái buổi chia sẻ của ba anh em nhà em, thì theo các chị, với một cái cơ hội mà với số vốn rất rất nhỏ như thế này mà có thể giúp mình thay đổi được bức tranh tài chính, tại sao mình lại không thử nó, mình không không làm thử? Bởi vì nhiều anh chị vẫn bảo rằng là nó ngon ăn như thế thì làm gì gì đến thân mình, đến thân mình, nhưng mình không ăn thử thì làm sao mình biết nó ngon, và mình không vào thì mình mới biết, mình sẽ không thể biết được à, cái ngôi nhà UST này nó như thế nào, ông chủ tịch ông là ai, tập đoàn ấy là một tập đoàn như thế nào, đúng không ạ? Đấy, thì mọi người mới biết được cái thông tin chuẩn nguồn để mọi người có thể ra được cái quyết định để giúp cho mình thay đổi được cuộc đời của mình, thay đổi được bản thân mình, thay đổi được bức tranh tài chính của mình, có đúng không ạ? Cho nên là em Hà cảm thấy là
Dạo này em Hà cảm thấy là thời gian đối với em Hà nó rất là quý. Mỗi một ngày trôi đi mà em Hà chưa chia sẻ được cho ai đó và chưa chưa giúp được cho một ai đó là người thân hay là người bạn mà để đón nhận cái cơ hội này để sở hữu cổ phần của tập đoàn Unikai thì em Hà cảm thấy rất là tiếc. Anh có biết không, chị bạn hàng có biết không, dạo này em đi dạy cường độ công việc của em cũng khá lớn. Em Hà bây giờ làm em cảm giác là em làm với 200% công lực chứ không phải là em Hà làm 100% công lực đâu của em Hà. Bởi vì sao, đi dạy cả ngày rồi nhưng vẫn tranh thủ live stream này, vẫn tranh thủ có những lúc quay video, vẫn tranh thủ có những lúc chia sẻ cho mọi người. Cứ thời gian rảnh rỗi có những khách mà cần gặp trực tiếp ấy, offline ấy, là em Hà lại bố trí thời gian để em Hà đi. Cho nên là thậm chí giờ ra chơi anh này ạ, bây giờ em không có thời gian buôn chuyện với mọi người đâu, gần như em không có thời gian. Em toàn dành để làm gì, nhiều lúc là gì, có những lúc có những khách của em đến hoặc là những người bạn họ có hỏi thì em chia sẻ. Bởi vì bây giờ không phải chỉ những người thân của em Hà, một số người thân hỏi hoặc là những người bạn họ hỏi mà những người khách lạ trên Facebook. Thật sự là em cũng có một khách ở trên TikTok với anh, một khách trên TikTok nhưng mà cuối cùng đến lúc là chị hỏi nói chuyện với mình ấy thì hóa ra là chị lại người cùng huyện với mình nhưng cũng biết là thông qua em đăng bài trên TikTok. Cho nên là mặc dù là chị ra quyết định chị đầu tư cái gói mới chỉ là 500 đô thôi nhưng em cũng cảm thấy hạnh phúc lắm, bởi vì em giúp được chị, bởi vì tình hình tài chính của chị cũng không có gì khả quan cả nhưng mà em cảm thấy rất hạnh phúc bởi vì là đã giúp được chị sở hữu một cái số lượng cổ phần cũng không nhiều, thế nhưng mà cũng giúp chị là vài năm nữa thay đổi được bức tranh tài chính của mình. Cho nên em cảm thấy rất hạnh phúc. Hoặc là em giúp được một số chị, ví dụ như vừa rồi có một chị cũng biết đến cơ hội này thì chị cũng ra quyết định và chị quyết định rất nhanh anh nhé. Chị đầu tư bây giờ vào khoảng 6.000 đô rồi, tức là góp dần ấy. Gói đầu tiên là 1.000, sau đó góp cho hai con mỗi con 1.000 là 3.000, sau chị vào lốt của chị 500 là 3.500, vừa rồi lại vào thêm gói 2.500 đô nữa. Em cảm thấy hạnh phúc lắm, mà đấy là một cái gia tài rất lớn của chị. Em nói với chị rằng là nếu như chị cứ làm kinh doanh truyền thống theo lối bình thường, tất nhiên bây giờ mình vẫn nên duy trì cả công việc ấy nữa, nhưng mà nếu như chị để chị sở hữu một cái số lượng tài sản lớn như chị bây giờ thì bây giờ chị sở hữu đâu đó khoảng hơn 500.000 cổ phần đấy anh ạ. Anh chị tham gia được mấy tháng, 4 tháng cùng với em Hà, 3 tháng thôi em, tại vì em làm đối tác cho công ty quỹ của mình mới được từ tháng 11, tháng 12, tháng 1, tháng 2, như vậy 4 tháng thì chị tham gia khoảng 3 tháng. Thế mà em cảm thấy rất hạnh phúc, rồi chị lại giúp cho một người bạn của chị ý nữa cũng sở hữu số lượng cổ phần khá lớn, em cảm thấy rất là hạnh phúc. Thế còn người nhà của em thì cũng em cũng hơi buồn anh Lai ạ, bởi vì là nhiều người cũng chưa mở rộng lòng mình đón nhận cái cơ hội này. Nhưng em cũng đang cố gắng là sẽ chia sẻ với mọi người và em Hà sẽ đặt quyết tâm là mình sẽ cố gắng là mọi người có nói gì thì nói, mọi người nói gì thì mặc kệ mọi người, mình cứ chia sẻ thôi. Còn nếu như ai nhận đây là một cơ hội và có một cái phước báu mình có thể đón nhận được thì sẽ giúp mọi người gia tăng được tài sản, còn nếu không thì cũng em cũng không có gì phải ân hận cả. Em cũng không có gì phải ân hận về cái cơ hội này, bởi vì thật ra là với cái tập đoàn Unikai của mình ấy thì em nói thật với các anh chị là tập đoàn này sẽ phát triển rất là mạnh. Và các anh chị đừng để các con của anh chị nó sẽ hỏi rằng là gì, bởi vì cái cơ hội để góp vốn bằng cái số vốn nhỏ mà các tập đoàn hay các công ty họ khởi nghiệp họ gọi theo hình thức cộng đồng ở Việt Nam biết đến rất là ít ạ. Trên thế giới thì có thể nó rất phổ biến nhưng ở Việt Nam có nhưng rất ít. Đấy, đừng để các con của các anh chị nó sẽ hỏi các anh chị thế bố ơi bố, mẹ ơi mẹ, ông ơi ông, bà ơi bà có biết đến Unikai không? Tới lúc bây giờ nó nhìn thấy các phương tiện giao thông đi lại trên thế giới mà các con ấy lại biết đến cơ hội sở hữu cổ phần, nó mà có biết đến Unikai không mà lại bảo rằng là có biết đến, có được chia sẻ nhưng mà đóng tư duy không đón nhận. Đấy, bởi vì nếu như ở những cái công ty khác, ví dụ Facebook hay là Zalo hay là Amazon thì nó ở tận bên trời Mỹ cơ, thì em Hà không nói. Nhưng bây giờ Unikai về đến Việt Nam, số lượng cổ đông của Việt Nam rất là lớn, và khi mà trong năm tập đoàn trả cổ tức và vài năm tập đoàn IPO thì số lượng người giàu của Việt Nam
nhờ cái đòn bẩy IPO của UST sẽ rất nhiều, và tự dưng sẽ có những người, em Hà sẽ dùng cái từ là gì, là cái ngày UST IPO đây là ngày đột kim của các cổ đông Unicai, đúng không anh? Giống như là ngày đột kim của FPT ấy, thì lúc bấy giờ nhiều người sẽ biết đến những kênh đầu tư này, thì các con các cháu hoặc là những thế hệ trẻ mà nó là thế hệ sau của mình đấy, nó mới biết đến. Tự dưng thấy cái người này sao họ lại giàu như thế, họ làm gì có tiền như vậy, thì họ sẽ hỏi là có biết đến hay không đấy, có được chia sẻ không, mà tại sao lại không đón nhận nó, mà cái số vốn bỏ ra nó không ảnh hưởng gì đến 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 tài chính của chúng ta cả, mà nó cũng không khiến chúng ta phá sản, không khiến chúng ta phải nhảy cầu ấy, khiến chúng ta phải kết thúc cuộc đời bởi vì là mất số tiền khá lớn, đúng không ạ? Đấy, thế cho nên là em Hà rất muốn nhắn nhủ điều này tới những người thân, những người bạn của em Hà đang xem cái buổi chia sẻ của em Hà, và đặc biệt cũng muốn nhắn nhủ tới người thân của anh Lai, người bạn của anh Lai và người thân của chị Hằng và những người bạn của chị Hằng, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta em Hà thì cũng có rất nhiều người bạn trên Facebook của em Hà full 5.000 từ lâu rồi, full 5.000 từ thời điểm em Hà bán hàng thôi, nhưng mà sau này em Hà không dùng đến mấy thì em Hà cũng không tiếp tục lọc bạn hay gì nữa. Thế có dạo này em Hà mới sử dụng đến nói nhiều, rồi hàng mấy nghìn người bạn, hơn 2.000 người bạn trên Zalo, rồi hơn 1.000 người trên Facebook, trên TikTok, thì rất muốn chia sẻ cơ hội này cho mọi người, bởi vì nhiều người cũng không biết đến cổ phần là gì đâu. Em Hà khi mới chia sẻ cơ hội này thì có em ấy hay chơi cổ phiếu trên sàn chứng khoán, và có thời điểm em mất rất nhiều tiền. Em còn khuyên em Hà bảo biết cổ phần là cái gì mà đi chia sẻ cái này, lừa đảo người khác, rồi check hàng loạt những thông tin ấy gửi cho em Hà. Em Hà chỉ bảo là em chỉ cảm ơn em, biết ơn em vì em quan tâm đến chị, em chia sẻ thông tin đấy cho chị. Còn chị Kiểm thì đã tìm hiểu cơ hội này rất kỹ rồi, chị mới dám chia sẻ với mọi người, đặc biệt là chia sẻ trên Facebook. Còn có một hai điều mà cả em Hà với anh Lai với chị với bạn Hằng chắc chắn sẽ không bao giờ dám làm. Thứ nhất là làm điều vi phạm pháp luật, bởi chúng ta có làm gì đi chăng nữa, muốn tồn tại trên thế giới này thì phải sống và tuân thủ theo pháp luật. Bởi vì nếu như ai làm trái pháp luật thì năm nay không bị tóm gáy thì sang năm sẽ bị tóm gáy. Cái thứ hai đó là lừa đảo, bởi vì nếu như chúng ta lừa đảo chúng ta không thể tồn tại được trên thế giới này, đúng không ạ? Đấy là cái lời chia sẻ rất là sâu sắc, rất là chân thành bằng chính trái tim của em Hà, mà em Hà muốn nhắn nhủ tới mọi người trong buổi chia sẻ của ba anh em ngày hôm nay ạ. Rất cảm ơn câu hỏi của anh Lai, mà em muốn nhắn nhủ tới mọi người của em, mọi người thân của em, mọi người thân của em. Cảm ơn em Hà rất là nhiều. Hy vọng rằng những cái lời nhắn nhủ của em Hà chia sẻ rất là chân tình sẽ đến tất cả những người thân yêu của chúng ta, trong đó có người thân yêu của em Hằng, trong đó có người thân yêu của em Lai, hay là trong đó có người thân yêu của tất cả các anh chị em cô chú chúng ta đã vào xem live stream trực tiếp và những người sẽ xem lại buổi live stream này. Em Lai thì em Lai lại có một cái suy nghĩ nó rất đơn giản mọi người, đó là nếu như em Lai không thay đổi đó, hay là em Hằng không thay đổi, em Hà không thay đổi mà vẫn cứ làm những công việc cũ, thì em không tin là trong vòng 5 năm nữa hay là 10 năm nữa chúng ta sẽ có được một cái tương lai mà chúng ta có được một cái cuộc sống trong mơ ước được mọi người. Đó. Em Lai thì được cái là may mắn sinh ra ở trong một gia đình là nghèo 3-4 đời, cho nên nói đến tiền là em rất là mê, không biết mọi người có mê thích tiền giống em hay không, nhưng mà cứ nói đến tiền một phát là em thích lắm mọi người, thích làm giàu lắm. Kể cả 1-2-3 giờ đêm mọi người gọi em dậy làm giàu là em dậy ngay, thậm chí là mọi người bảo em thức đến sáng mà làm giàu em cũng thức đến sáng được đó. Và cái câu chuyện mà số đông người dân Việt Nam chúng ta đó là trung lưu và dưới trung lưu, mức thu nhập trung bình và dưới trung bình đó. Thế thì chúng ta càng cần cái cơ hội này, đúng không ạ? Rất cần cái cơ hội này đó. Vì em lấy thử một cái bài toán xung quanh mình, những người xung quanh mình, trong đó nào thì có nông dân, có công nhân viên chức, có lao động phổ thông, có lao động tự do. Em chỉ đặt ra một câu hỏi là nếu như anh chị em cô chú chúng ta đang làm những công việc mà chúng ta làm truyền thống cũ, thì 5 năm nữa chúng ta có tài sản 5 tỷ hay không? 5 năm nữa chúng ta có được nghỉ hưu hay không? 5 năm nữa chúng ta có nguồn thu nhập thụ động một tháng nó khoảng 20-30 triệu hoặc là 5-60 triệu hay không? Đó. Nếu giờ em cần mọi người là
3 năm nữa hoặc 5 năm nữa mọi người cần được nghỉ hưu, hoặc là mọi người cần có một cái nguồn thu nhập thụ động một tháng khoảng 2-30 triệu hoặc là 5-70 triệu một tháng, thì mọi người sẽ giải quyết cái bài toán đó bằng cách nào? Đó, bằng cách nào? Và bằng bao nhiêu tiền? Và bằng bao nhiêu thời gian? Đúng không ạ? Đằng nào chúng ta cũng phải cần tìm một cái kênh nào đó để tạo cho mình một cái nguồn tiền thu nhập thụ động. Ví dụ, chúng ta mở một cái quán cà phê, chúng ta kinh doanh. Chúng ta xây một lốc nhà trọ, chúng ta cho thuê. Chúng ta xây một cái nhà nghỉ, chúng ta thuê, cho thuê. Hoặc là chúng ta mua một miếng đất, chúng ta cho thuê nguyên cái lô đất đó. Đúng không ạ? Hoặc có tiền chúng ta mang vào ngân hàng, chúng ta gửi 1 tỷ một tháng, chúng ta rút về khoảng 5-7 triệu hoặc 10 triệu. Đúng không ạ? Nhưng câu chuyện đặt ra ở đây là không phải ai cũng có tiền để mang vào trong ngân hàng để gửi. Đúng không ạ? Không phải ai cũng có là kinh nghiệm giỏi, kiến thức giỏi, chuyên môn giỏi để có thể đầu tư kinh doanh sản xuất truyền thống. Đó. Để có một lốc nhà trọ chúng ta cần một miếng đất. Để có được chục cái phòng trọ chúng ta cũng cần cả tiền tỷ để đầu tư ra xây những cái phòng trọ đó. Và tiền ở đâu? Có đúng không ạ? Đấy. Hoặc là chúng ta kinh doanh truyền thống, chúng ta mở một cái tiệm may thì chúng ta cũng cần có một cái xưởng nhỏ. Chúng ta cũng cần có một vài cái máy may, chúng ta cần có máy vắt sổ, chúng ta cần rất nhiều thứ. Đúng không ạ? Ngoài cái công chuyện là kéo ra thì chúng ta lại còn phải có tiền mua vải nữa, rồi chúng ta có kinh nghiệm giỏi hay không, tay nghề của chúng ta có tốt hay không, đơn giá cạnh tranh có tốt hay không, hay lại đắt hơn là mua ở trên mạng xã hội. Đúng không ạ? Đấy. Thế thì tại sao chúng ta không tìm hiểu một cái cơ hội tốt đến cái mức là tất cả chúng ta đều có thể tham gia được và tất cả chúng ta đều có thể làm giàu được? Em lấy ví dụ con em Hà. Ví dụ như có những đứa là năm nay có những cháu là nó 18 tuổi trở lên rồi thì nó có thể là thành viên rồi. Nó có thể ngay ngày mai là nó có thể là vừa nhà đầu tư. Nó lại vừa có thể trở thành đối tác. Để là gì? Để huy động vốn cho tập đoàn. Là thành viên trưởng thành của tập đoàn. Nhưng cũng có những cháu năm nay mới ví dụ như là học lớp 2, lớp 3. Thì mai mốt các cháu lớn lên cũng cần có công ăn việc làm. Có đúng không ạ? Cũng cần có công ăn việc làm. Thì bản thân ngày hôm nay ví dụ như là em Hà vẫn có thể là đầu tư mà vẫn có thể bảo trợ cho các con của mình để mai mốt các con lớn lên sẵn một cái nền móng đấy rồi, và chúng ta có thể ngồi ở nhà, có thể ngồi ở Bắc Ninh nhưng làm việc ở toàn cầu, làm việc toàn cầu mọi người, ngồi chính tại ngôi nhà của chúng ta là có thể làm giàu được rồi. Vì cái thời bây giờ chúng ta chỉ cần có mỗi cái điện thoại thôi, còn người nào mà giỏi thêm tí nữa thì có tiếng ngoại ngữ với lại cái laptop, thế là xong rồi đấy mọi người ạ. Nó khác cái thời của các cụ chúng ta ngày xưa. Các cụ chúng ta ngày xưa khéo là anh em là khéo là cả năm chả gặp nhau. Muốn gặp nhau thì từ Bắc Ninh mà vào đến Kiên Giang thì vớ vẩn là phải 7-8 năm mới gặp nhau một lần. Mà chưa chắc 7-8 năm đã gặp nhau được một lần đâu mọi người ạ. Đúng không ạ? Đấy. Thế thì bây giờ nó có Internet, nó có TikTok, nó có Zalo, nó có Facebook, nó có YouTube và nó còn nhiều cái mạng xã hội khác nữa. Đúng không ạ? Thông tin ấy, nó còn quý hơn cả vàng. Thông tin bản thân nó còn quý hơn cả vàng mọi người. Vì nếu như không có thông tin thì em Hà làm sao biết được cái cơ hội để mà tham gia vào cái tập đoàn này. Nếu không có thông tin thì em Hằng hay em Lai cũng thế thôi. Đúng không ạ? Đó. Chính vì cái thông tin tốt như thế và đã được kiểm chứng là với người dân Việt Nam chúng ta thì đến giờ là 8 năm. Thì chúng ta từ những cái thông tin đó, từ những cái dữ liệu đó, trong 8 năm qua thì hàng mỗi một năm là hàng trăm nhà đầu tư, đối tác của Việt Nam chúng ta đã đi sang đến tận tập đoàn, sang Belarus, sang Dubai, vào tận nhà máy, vào tận công trình. Đúng không ạ? Ngồi lên con tàu nhiều lần, video, chụp hình, các kiểu. Đúng không ạ? Vậy thì chúng ta có thể nói là tai nghe, mắt thấy, tay sờ. Và em Lai thì cũng là may mắn trong đợt tháng 4 năm 2024 này, cũng là lần đầu tiên mà em Lai được may mắn được đi Dubai để sang đến nơi, để ngồi lên con tàu, để xem những sản phẩm của tập đoàn, để lấy tư liệu về, lấy hình ảnh, lấy video về để mà chia sẻ cho mọi người. Đó. Chia sẻ cho những người mà họ chưa có niềm tin thôi. Họ chưa có niềm tin thôi. Nhưng cũng có rất nhiều người thì xin thưa với mọi người là người ta có tư duy mở. Người ta chỉ cần hỏi qua một lúc thôi, có người nhanh chỉ 30 phút thôi là người ta sẵn sàng làm rồi, làm thử rồi.
3.000, 5.000, 10.000 hoặc là cũng là $100 hoặc là $50 mọi người. Và cũng có những người, em xin thưa với mọi người, là người ta đầu tư theo em live đến giờ là 2 năm rồi đó, mà cũng bao giờ người ta lo lắng đâu. Rất nhiều người người ta không lo lắng, còn số đông á, thì biết đến UST này thì người ta sẽ đi tìm những cái thông tin trái chiều ở trên các kênh mạng xã hội đó. Và em quả thật là rất là buồn, tiếc cho mọi người, rất tiếc cho mọi người. Em chỉ đặt ra một câu hỏi, đó là giả sử mọi người có 10 triệu, 5 triệu, 25 triệu, mọi người sẽ làm cách nào đó để trong vòng 3 năm nữa mọi người sẽ có một cái khối tài sản nó chỉ cần lớn hơn 1 tỷ, hoặc là mọi người có một cái dòng tiền thụ động một tháng nó khoảng 2-30 triệu thôi. Với 43 tuổi, bao nhiêu năm qua, gần như là lúc nào cũng nghĩ về đồng tiền. Lúc nào cũng nghĩ về đồng tiền vì nhà mình nghèo ba đời, sợ nghèo lắm mọi người. Rất sợ nghèo, không biết ai có ai giống em hay không, nhưng mà phải nói là đi ra ngoài đường mà nhìn thấy ô tô đẹp là nuốt nước bọt. Nhìn thấy cái biệt thự đẹp cũng nuốt nước bọt. Đấy mọi người. Và đặt ra một câu hỏi là tại sao người ta làm được, còn mình thì chưa làm được. Đấy. Và khi biết đến cái cơ hội UST này thì em đã lăn mình vào, xả mình vào, làm quên ăn quên ngủ, đúng không ạ? Chia sẻ cho người thân bạn bè, bà con dòng họ thì rất nhiều người người ta cười mình, người ta khinh mình, người ta chê mình, được chưa? Nhưng mà em cũng bỏ qua, vì số đông là họ hiểu nhầm, số đông họ chưa hiểu. Hoặc giữa một cái kênh truyền thông với lại một cái thằng đen nhẻm ra giang hồ thì người ta phải tin kênh truyền thông hơn mọi người ạ. Đó, thế nên em cũng hiểu, thông cảm cho mọi người điều đó. Nhưng em mong muốn là ngoài câu chuyện người thân của em lai ra, bạn bè của em lai ra, thì chính mọi người là những người xa lạ, mọi người hãy có trách nhiệm với chính mình. Hãy có trách nhiệm với chính mình, có trách nhiệm với người thân yêu của mình. Vì giả sử em Hà, em mới có thành công tiền tỷ thì cũng chả mấy khi em mới có trăm vài trăm triệu hay là một vài tỷ để cho bà con dòng họ đâu. Hay em Hằng cũng thế thôi, đúng không ạ? Ngày hôm nay có thể cho nhau cái thông tin, cho nhau cơ hội được, nhưng đến lúc thành công rồi thì bảo cháu thành công đi rồi cô chú theo, hay là bạn thành công đi rồi tôi theo. Thế đến lúc thành công rồi theo thế nào được? Nào em hỏi mọi người là ví dụ mai mốt cổ phần UST lên sàn nó $5 thôi, em không nói nhiều, $5 thôi. Nào mọi người theo kiểu gì? Nó ví dụ lúc đó mà mọi người định mua là triệu cổ phần ấy, mọi người bỏ ra $5 triệu. Định mua 100.000 cổ phần ấy, mọi người bỏ ra $500.000. $500.000 nó khoảng 12,5 tỷ. Thì tiền ở đâu cũng mua. Và giả sử mọi người có tiền mua được thì mình ngồi chờ tin chiêu cổ tức bao nhiêu năm để gỡ lại cái 12,5 tỷ đó. Có đúng chưa? Đấy, thế thì chính ngày hôm nay chúng ta cơ hội nó còn nằm ở trong trứng nước. Cơ hội ấy, thì nhiều người còn chưa biết đến. Cơ hội thì nhiều người còn chưa quan tâm. Chính vì chưa biết đến, chưa quan tâm thì họ lại chưa tham gia. Đó còn gọi là cơ hội mọi người ạ. Đó, em chỉ biết nói vậy thôi. Còn những cái bây giờ không biết nói thế nào để cho nó dễ hiểu hơn cho mọi người cả. Nhưng em tin rằng nếu như anh chị em cô chú mình có khao khát mong muốn làm giàu, đặc biệt là những người khó khăn, người nghèo, thì biết đến UST này mọi người sẽ có thể làm được. Vì sao? Vì chúng ta đã nghèo 3-4 đời rồi. Nếu chúng ta sợ mất 1-2-3 triệu tiền lẻ thì chính chúng ta đánh giá bản thân mình quá thấp. Nếu sợ mất thì hãy sợ mất 30 triệu, 50 triệu hoặc 100 triệu, nhiều hơn. Đừng bao giờ sợ mất 1, 2, 3 triệu tiền lẻ. Đó, đúng không ạ? Đó, em chia sẻ nó rất đơn giản thế thôi. Bây giờ thì anh muốn được hỏi em Hằng, đó là khi mà người thân, những người thân yêu, bà con dòng họ, anh em, bạn bè của em biết đến UST và họ quan tâm đến, thì anh đã nhận thấy một cái niềm vui có thể nói là nó hiện lên trên khuôn mặt của em. Đó. Và em muốn nói gì với tất cả những người mà có thể tại thời điểm này họ vẫn còn chưa tin, họ vẫn còn nghi ngờ, thì em muốn nói gì với họ? Vâng, em cảm ơn câu hỏi của anh. Đúng. Khi mà người thân đón nhận cơ hội này thì cái niềm vui trong em nó rất là phấn khởi. Đó, bởi vì khi mà đón nhận cơ hội này thì chứng tỏ là mọi người đã để ý đến, mọi người đã để ý và đã đón nhận cái cơ hội này. Và em ở đây em cũng muốn gửi đến những cô chú anh chị, những người thân mà đã được nghe em chia sẻ, hoặc không được nghe từ em mà nghe từ một ai đó chia sẻ đến cơ hội này, thì hãy bớt chút thời gian ra để mình tìm hiểu,
Bởi vì mình tìm hiểu, một ngày mình tìm hiểu đi, cũng không làm mình mất đi bao nhiêu thời gian, cũng không đánh mất đi cho mình một cái cơ hội nào khác nữa. Mà mình cứ tìm hiểu để mình phải cho chân vào. Mình cho chân vào mình tìm hiểu thì mình mới biết được là đây là cơ hội tốt hay là cơ hội xấu. Bởi vì mọi người vẫn đang đánh giá là trên mạng xã hội lừa đảo rất nhiều, nên là mọi người vẫn đang bị quấn theo cái chiều lối là bị lừa đảo. Nên mọi người không dám đón nhận cái cơ hội này và không muốn tìm hiểu. Không muốn tìm hiểu. Nên là em chỉ muốn gửi là đừng vì một cái nhận định nào đó của mình chớp nhoáng mà làm mất đi cái cơ hội của bản thân, cái cơ hội để mà thay đổi cả một thế hệ tương lai sau này. Còn khi mà cô chú anh chị mà tìm hiểu, hoặc là người thân bạn bè của em Hằng mà đang và có thể sẽ tìm hiểu đó. Bởi vì khi em Hằng nói, em Hằng chia sẻ, mới đầu tiên có thể là chưa hiểu, chưa biết và chưa đón nhận. Cũng hy vọng là một ngày sớm nhất là mọi người có thể là cho mình một chút thời gian để tìm hiểu. Bởi vì nếu như để mà cứ kéo dài thời gian mọi người tìm hiểu ra thì em Hằng chỉ sợ là mọi người sẽ mất cơ hội thôi, mất cơ hội. Bởi vì cái với hiện tại bây giờ cái cổ phần của tập đoàn UST này, theo như sự đánh giá của tất cả những cổ đông lớn ở trong tập đoàn, những cổ đông lớn của Việt Nam thì và của bên quỹ, họ cũng nói là có thể kết thúc huy động vốn trong một vài tháng tới. Vậy thì em Hằng chỉ sợ là mọi người cứ kéo dài thời gian. Bởi khi mà chúng ta mà muốn thì chúng ta sẽ tìm cách để chúng ta làm, còn không muốn chúng ta sẽ tìm lý do. Vì vậy là chúng ta hãy bỏ những cái lý do đó đi, mà chúng ta hãy cho phép mình tìm hiểu để chúng ta có thể là mình chỉ cần sở hữu ít thôi cũng được. Bởi vì mọi người chưa tin mà. Mọi người chưa tin nên mọi người sở hữu một ít thôi. Khi mọi người hiểu rồi, mọi người cho chân vào đây, mọi người tìm hiểu rồi, thì mọi người mới có thể là gia tăng tài sản của mình, gia tăng tài sản cho người thân của mình. Đó. Cũng như chúng ta vậy, chúng ta có thể làm đi đến một cái quán ăn hoặc là đến một cái quán trà, quán nước nào đó mà chúng ta có thể là nghe người bạn, người thân chia sẻ là cái quán đó ăn rất ngon, hoặc là cái cốc trà ở cái quán đấy uống rất là mát hoặc là đậm đà. Nhưng mà chúng ta chỉ nghe thôi, chúng ta nghe thôi, chúng ta chỉ là nghe người khác khen thôi. Nhưng bản thân chúng ta không đến đó chúng ta thử thì chúng ta không biết được vị của nó như thế nào. Mà chúng ta chỉ biết vị qua một người khác đánh giá thôi. Và ngay bản thân em Hằng hôm qua em Hằng cũng có để ý trên Facebook có một bạn làm hình như bạn gì Phương nhỉ, bạn ấy đăng một cái ảnh lên mà em Hằng chưa kịp bình luận, thực sự là em Hằng chưa kịp bình luận. Nếu như nhìn một cái bức ảnh đấy, có thể những người chỉ nhìn qua thì nó là một cái bức tranh thật là thô tục đấy. Nhưng mà khi mà chúng ta chỉ dừng lại đổ 2 phút hoặc là 15 giây thôi cũng được, chúng ta nhìn từ khía cạnh của từng góc của bức tranh đó thì chúng ta sẽ nhận ra rằng cái bức tranh này nó cũng như cái cơ hội của UST bây giờ. Nếu chúng ta chỉ có lướt qua thôi, nghe người khác hoặc là chúng ta lên Google chúng ta tra mà thấy cái thông tin trái chiều là chúng ta đã khẳng định ngay đấy là một đây là một tập đoàn lừa đảo. Thì cũng như bức tranh kia, khi chúng ta lướt qua chúng ta đấy là một cái bức tranh thô tục. Em có thấy ở đây là chúng ta tất cả mọi khía cạnh, mọi bức tranh hoặc mọi cái câu chuyện ở trên cuộc sống của mình đó, chúng ta phải dừng chân lại và hãy dùng thời gian mà chúng ta phán xét đó để chúng ta tìm hiểu, chúng ta suy xét từng góc cạnh. Và ngay cả cơ hội UST này đến bây giờ thì đối với anh em nhà chúng ta thì bây giờ chúng ta không còn một sự nghi ngờ nào nữa, không ngờ thực sự. Nhưng mà những cô chú anh chị mà chưa biết đến vẫn còn nghi ngờ, vẫn còn sợ mất tiền thì chúng ta cứ dừng lại, chúng ta tìm hiểu. Bởi vì tìm hiểu này chúng ta cũng không mất cái gì, chúng ta có thêm thông tin, có thêm cái hiểu biết. Nên là em đối với bản thân em thì em nghĩ là đây là mình có thêm, mình được hưởng thêm chứ mình không mất cái gì. Còn nếu như chúng ta cảm thấy chúng ta chưa tin tưởng, chúng ta không dám xuống tiền thì cũng không ai bắt chúng ta cả. Tiền trong túi chúng ta, em Hằng hoặc anh Lai hoặc bạn Hà cũng không thể lấy tiền trong túi của anh chị để mà bắt anh chị đầu tư được. Đó. Chúng em không làm thế được. Chúng em chỉ cho thông tin, cho cơ hội, chia sẻ cơ hội thôi. Còn những bạn bè, anh em mà các bạn là giàu đi thì tôi theo. Thực sự là
nếu như em không nói về cái cơ hội này, kể cả những cơ hội kinh doanh ngoài kia, đấy là cái gọi là truyền thống. Có những người làm rất giàu, rất thành công, nhưng chúng ta có theo được không ạ? Chúng ta không thể theo họ được. Đó. Họ, chúng ta nhìn thấy họ làm đơn giản, nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được là họ làm như thế nào để họ thành công. Và trong cơ hội này cũng vậy. Để chúng ta muốn thành công thì chúng ta phải đi vào đây. Chúng ta phải hiểu đây là cơ hội có thành công hay không. Thì chúng ta hãm phán xét. Em không muốn làm những người đứng ở bên ngoài để phán xét. Và có những bạn có thể là mới join mình vào cái cộng đồng UST này, mà đã tham gia rồi, thì khi mà nghe đến những cái lời phán xét đó có thể là đã ảnh hưởng, họ sẽ cũng bị tiêu cực, nghĩa là họ đang nghi ngờ không biết là mình tham gia có đúng hay không, mình có bị mất tiền hay không. Thì thực sự là nếu như những cô chú anh chị đã tham gia vào mà mới mà chưa hiểu rõ, đang trong cái tình trạng sợ, thì em hằng khuyên một câu là cô chú hãy yên tâm, bởi vì cô chú anh chị tham gia vào đây là chắc chắn cô chú anh chị không bao giờ bị mất tiền. Mà cái bây giờ cô chú anh chị chỉ dành một thời gian ngắn nữa thôi là chờ đợi cái lợi nhuận của công ty chi trả cho cô chú anh chị. Đó. Bởi vì những cái lợi nhuận này, cái chia cổ tức này là được tập đoàn công bố, chứ chúng em không thể công bố được, chúng em cũng không dám tự đặt ra. Có những anh chị mà trước đấy tham gia trước thì khi mà em Hằng mới tham gia vào, em Hằng cũng lên mạng ra, cũng có thấy nói là kêu là năm 2020 thì chia cổ tức với nọ kia, cũng có những cái thông tin đấy. Nhưng mà đấy là những lúc đầu tiên em tham gia, em chưa hiểu gì. Đó, em chưa hiểu gì, em cũng chưa biết là mình nên tìm những thông tin nào. Nhưng đến bây giờ em ở trong cái môi trường này, em join mình vào trong môi trường này rồi, và em tìm hiểu kỹ rồi, thì em biết đấy là những cái thông tin thất thiệt, không đúng. Chỉ là những người đứng ở ngoài, họ đưa những cái thông tin đấy để làm ảnh hưởng đến tất cả các cổ đông tâm huyết ở trong. Còn khi mà tập đoàn đã công bố cái thông tin là chia cổ tức, thì chúng em, những người chia sẻ cơ hội này mới dám công bố và chia sẻ với tất cả các quý anh chị, để anh chị có thể lựa chọn là bây giờ mình bỏ ra 2 đến 3 năm nữa để mình lấy sổ lương, hay là mình theo dài đằng đẵng mấy chục năm để mình lấy sổ lương. Đó. Thì em chỉ muốn chia sẻ một cái ngắn gọn như vậy, bởi vì ai cũng nên làm một phép so sánh. Chúng ta hãy nghĩ là chúng ta cho đi trước. Đó. Với tư tưởng của em là bây giờ là em cho đi trước thì chúng ta mới thoải mái được. Chứ còn nếu như mà cô chú anh chị bảo là ôi bạn chia sẻ với tôi nhiều quá, hoặc là em chia sẻ với chị nhiều quá, bạn nói với tôi nhiều quá, tôi nể quá, tôi vào, tôi tham gia một tí gọi là nể bạn. Thực sự là nếu như vậy là em không vui, là em cũng không muốn là với cái nể đấy. Bởi vì nếu cái nể đấy có thể là cô chú anh chị tham gia cái này mà không quan tâm, thì tự dưng là tình cảm nó cũng sẽ xa đi. Mà có thể là nói với cô chú anh chị có khi không nghe máy, không muốn gần, không muốn chia sẻ. Và bản thân em Hằng cũng bởi vì là trước đây làm giúp một người tham gia vào, nhưng mà mình cũng bỏ lời, bởi vì là nghĩ là đưa vào nhóm để các bạn ấy cập nhật thông tin hàng ngày. Đó, đây là những cái lỗi mà em Hằng phải công nhận là mình không sát sao với bạn ấy. Đấy, đến thời điểm mà em Hằng tập trung vào đây để thì em Hằng muốn nói chuyện với bạn ấy nhiều hơn để cho bạn ấy hiểu nhiều hơn. Thì bạn ấy lại sợ. Bạn ấy sợ là có thể là em Hằng sẽ bảo bạn ấy gia tăng tài sản hoặc là thế nọ thế kia, nên là bạn ấy có những cuộc là bạn ấy từ chối. Thì đây là em cũng qua cái thông tin này em cũng muốn chia sẻ lên đây, bởi vì em chắc chắn là bạn ấy sẽ không sớm thì muộn bạn ấy sẽ nghe lại cái tường Facebook, cái livestream này, và để bạn ấy biết là không phải gọi về mục đích gì, em chỉ muốn gọi để cung cấp thông tin và đấy để cho biết là tập đoàn bây giờ như thế nào, và anh chị em cổ đông cũng tham gia vào đây, mới và cũ, họ đang vui mừng niềm nở như thế nào, chứ không phải là gọi để làm cho bạn ấy lo lắng. Thì đây cũng là cái thông điệp em muốn gửi đến tất cả, không những người đã đồng hành cùng em, và có thể cũng đồng hành cùng bạn Hà, cùng anh Lai. Em nghĩ là chắc chắn sẽ có một số người như vậy. Nên là hy vọng là mọi người là hãy tương tác nhiều với những người đã cho mình cơ hội này. Các bạn sẽ không bị thất vọng, và các bạn cũng không phải bị áp lực nữa. Các bạn tham gia
hay không tham gia tăng tài sản hay không gia tăng tài sản, đấy là quyền lời của các bạn. Bởi vì các bạn đã tham gia vào đây rồi, chứ các bạn chưa tham gia để mà phải sợ là chúng tôi lôi kéo. Bạn tham gia vào đây rồi thì đấy là quyền lợi của bạn. Bạn phải vào để bạn tìm hiểu, bạn nắm bắt thông tin và bạn khẳng định là cái đồng tiền của mình nó đi đúng hướng và đầu tư đúng nơi, đúng chỗ. Và cái tài sản của các bạn là đang được gia tăng, đang được đảm bảo. Em cảm ơn anh, cảm ơn bạn đã nghe em chia sẻ. Cảm ơn em Hằng rất là nhiều. À, hôm nay là ngày hai mấy rồi em Hà ơi? 25. Bấm ra ngoài mất rồi. Chắc bấm nhầm, bấm vội, bấm ra ngoài mất luôn à? Nay 24 rồi anh. 25, à 24. Hôm nay là ngày 24 rồi, còn 4 ngày nữa. Em bấm vội và em bấm mất ra ngoài luôn à? Chắc thế anh ạ. Chắc thế anh ạ. Sao tự nhiên lại có tiếng ồn? Em Hà đã khi mà tham gia vụ ST này này, đã bao giờ em thấy đêm em nằm em thấy em bảo là ồ sao nó lại có một cái cơ hội mà nó lại làm giàu mà nó lại không khó đến cái mức mà nhiều người, trong đó có cả chính anh em mình, cũng không bao giờ tưởng tượng được nó lại có một cái cơ hội nó lại đơn giản thế. Đã bao giờ em nghĩ thế, em có thể kể cho mọi người được. Thưa với anh là thật sự là có. Cái thời gian đầu em biết và đến bây giờ cũng như thế. Em Hà cũng không nghĩ rằng là có một cái cơ hội làm giàu nó dễ như thế này. Và trước đây thì mình cứ loay hoay, mình cứ đi tìm kiếm nó. Tức mình càng chạy theo nó thì nó càng chạy khỏi mình. Tức là mình không có suy nghĩ trong đầu đấy, không có thay đổi tư duy với em Hà. Không nghĩ rằng là lại có một cái cơ hội mà có thể giúp mình gia tăng tài sản nó đơn giản như USD. Lúc ấy thì bây giờ em Hà mới biết là những người giàu là họ thường hay tìm kiếm cái cơ hội như thế này. Bởi vì đây là một trong những cái cách mà giúp những người giàu họ nhân tiền lên. Mà trước đây mình cứ loay hoay, mình cứ nghĩ rằng là em cứ thấy những người mà người ta có thu nhập khoảng đâu đó 40-50 triệu mà thấy ngưỡng mộ rồi, hoặc là 100 triệu, hoặc là người ta có tích lũy tiền tỷ, hay là nhìn thấy người ta đi những cái chiếc xe đẹp em ngưỡng mộ lắm. Hoặc là người ta đi du lịch nhiều, người ta đi đây đi đó, người ta dùng nhiều những cái hàng hiệu, hàng xịn là em Hà cảm thấy rất ngưỡng mộ. Nhưng mà đến bây giờ thì khi biết Unicai thì em Hà mới vỡ òa là nó không khó. Bởi vì là trong nhiều cách để mình có thể giúp mình nhân tiền thì có một cái cách mà mình có thể mượn đòn bẩy. Đòn bẩy ở đây là đòn bẩy, đó chính là tiền của người khác này, trí tuệ của người khác, sức lực của người khác, thời gian của người khác, công ty của người khác. Thế thì em Hà hạnh phúc lắm, bởi vì không nghĩ rằng mình lại có một cơ hội như thế này để giúp mình gia tăng tài sản. Bởi vì mình cũng chỉ là một người có thu nhập rất là thấp, thuộc cái tầng lớp là nếu nói trung lưu thì cũng chưa hẳn là trung lưu anh này ạ. Mà mình lại có cơ hội để được góp vốn vào đây để giúp mình có thể gia tăng tài sản trong thời gian tới này. Và đầu tiên thì em không tin về điều ấy đâu. Sau đó em mới tìm hiểu rất là kỹ thì cái đòn bẩy IPO nó là gì. Thì em Hà mới biết cái đòn bẩy IPO chính là một trong những cách mà giúp chúng ta nhân tiền tốt nhất. Và sau đó thì em mới đi quay trở lại về lịch sử của cả Việt Nam và thế giới. Thì em Hà mới biết đến những cái tập đoàn mà hoặc là những công ty ở Việt Nam mà tự dưng có những người mà họ chỉ là lao công thôi, họ chỉ là lái xe thôi mà họ cũng trở lên giàu có. Thì em phải biết là cái cơ hội này giúp cho những con người bình thường trở thành những con người phi thường. Chắc chắn các anh chị vẫn biết đến cô Lễ Tân Tông Ven Hông, là một trong những người mà bây giờ trở thành cánh tay phải của Jack Ma ấy. Anh Lai và các cổ đông của Unicai hoặc những người tìm hiểu về kênh đầu tư các anh chị đều biết đến. Các anh chị biết là làm Lễ Tân thì chắc chắn trình độ văn hóa, trình độ sẽ không cao rồi. Nhưng mà cô Tông Ven Hông, cô ấy đã ở với lại, ở tức là gắn bó với tập đoàn Alibaba một cái thời gian vừa đủ khi mà tập đoàn Alibaba thành công
Đấy, thì em vẫn nhớ câu chuyện về Tông Văn Hông là cô ấy xin việc làm việc ở công của tập đoàn của anh Jack Ma. Thì anh cô ấy định xin vào làm trợ lý cơ. Thế nhưng mà cô bị từ chối và được nhận vào vào làm lễ tân thời điểm mà Alibaba khởi nghiệp. Thì nói về Jack Ma là một trong những người mà em rất là ngưỡng mộ và em tìm hiểu rất nhiều về về cái anh tỷ phú này. Thì trong thời gian mà cô ấy làm việc cho Alibaba thì tập đoàn Alibaba có trả lương cho cô ấy. Và Jack Ma có nói rằng là tập đoàn khó khăn thì cô có thể chia sẻ cái khó khăn này với lại tập đoàn. Và anh ấy có nói với lại Tông Văn Hông là sẽ cho cô ấy khoảng 0,2% cổ phần của tập đoàn. Và nói với cô ấy rằng là sau này 0,2% ấy cổ phần ấy nó sẽ trở thành một cái số tài sản rất lớn của cô ấy, có thể lên tới hàng trăm triệu nhân dân tệ, thậm chí là hơn nữa. Thế thì cô này cô cứ làm việc cần mẫn chăm chỉ như thế, và đến khi mà tập đoàn Alibaba IPO thì cô đã trở thành tỷ phú, và bây giờ thì cô đã trở thành cánh tay phải của Jack Ma. Hoặc là những cái câu chuyện IPO của Việt Nam chúng ta, các anh chị có thể check trên thông tin trên mạng ấy, có rất nhiều những câu chuyện IPO thành công đấy. Thế thì ở đây em Hà cũng muốn nhấn mạnh để giải thích cho các anh chị hiểu kênh đầu tư này. Không phải là em Hà với anh Lai với chị Hằng nói rằng là không làm mà có ăn. Mà ở đây là chúng ta biết vận hành đồng tiền của chúng ta gửi đúng người, gửi đúng chỗ, gửi đúng công ty. Và những người làm chúng ta chính là ai? Là chủ tịch của công ty ấy, chủ tịch của tập đoàn ấy, là những người cán bộ công nhân viên của tập đoàn ấy, là những cái đối tác của ngài chủ tịch hoặc của những người đứng đầu công ty ấy, họ vận hành và khiến cho tập đoàn trở nên lớn mạnh, tăng trưởng mạnh, thì cái số tiền mình gửi gắm vào nó cũng sẽ tăng trưởng và lớn dần, và lúc bấy giờ mình sẽ nhận được lợi nhuận, nhận được lãi vốn, nhận được dòng tiền, nó là như vậy. Chứ không phải bỗng dưng tự dưng mà mình đầu tư vào đây, tự dưng có một quả táo nó rơi đúng vào miệng mình và mình được trở thành tỷ phú, triệu phú. Không phải như vậy. Đến cái tập đoàn FPT của Việt Nam cũng thế. Mọi người cũng phải chờ đợi 13 năm mà các anh các chị. Và cái người mà làm việc nỗ lực nhiều nhất để giúp cho FPT thành công khi FPT chào sàn thành phố Hồ Chí Minh, đó chính là Trương Gia Bình, đó chính là anh Hoàng Nam Tiến và rất nhiều những người cộng sự của các anh ấy. Chứ không phải là tự dưng là mình có. Hôm nay em Hà cũng post một cái đoạn video mà hôm em Hà cũng đi từ thiện cùng với lại các cổ đông của Unikai lên Sơn La cách đây 2 tháng trước khi Tết ấy. Đấy, thì hôm bấy giờ bọn em vào nhà máy thủy điện thì bọn em mới ăn táo ở cái cây nhà máy thủy điện Sơn La ấy. Thì vào mới có một cái táo dại, thế thì nhìn thấy quả cũng rất là ngon. Các anh chị có biết không, bọn em trêu nhau ở rằng là đấy không làm mà quan, tức là bạn Hồ Văn Đợi, bạn ý nhỏ người nhỏ nhỏ, bạn lên bạn hái cho mọi người, bọn em ở dưới chỉ bọn em chỉ việc ăn thôi. Thế thì cái cách đầu tư, kênh đầu tư này của chúng ta cũng như vậy, bởi vì người giàu họ cũng làm như vậy thôi, họ gửi gắm đồng tiền vào đúng chỗ đúng nơi và dần dần sẽ giúp họ nhân được cái số tiền đấy của mình lên, đúng không ạ? Thế cho nên là khi mà em Hà làm đến bây giờ, em Hà vẫn nghĩ đến cái hình ảnh ấy anh Lai, và lúc nào em Hà cũng có một cái hình ảnh trong đầu, bởi vì em Hà xem cái hình ảnh mà khi mà tập đoàn này VinFast IPO ấy, thì hình ảnh những người lãnh đạo của tập đoàn ấy đứng ở cái sàn đát đát ấy, trong cái phiên giao dịch ấy hôm ấy đóng cửa, thì em vẫn tưởng tượng ra một cái hình ảnh, mặc dù là của chúng ta chưa đến, là hình ảnh ngài chủ tịch của chúng ta đứng ở đó và ăn mừng chiến thắng về khi mà UST của chúng ta chào sàn. Đấy, khi mà UST chào sàn. Thực ra thì mục đích của tất cả công ty thì kể cả đến khi mà công ty chưa IPO thì chúng ta cũng nhận được lợi nhuận rồi mà, miễn là công ty ấy vẫn tồn tại, vẫn phát triển. Còn cái IPO chính là một trong cái đòn bẩy mà để giúp cho các tập đoàn họ sẽ làm gì, tăng cái vốn hóa của mình lên. Và đặc biệt cái thứ hai nữa là sẽ giúp cho nhiều người trên thế giới biết thêm về về tập đoàn nữa thôi, chứ còn thì cái đòn bẩy IPO ấy chính là một trong những cái đòn bẩy mà giúp cho chúng ta, những người đầu tư nhỏ lẻ như chúng ta như thế này, có thể thay đổi được bức tranh tài chính của mình trong một vài năm tới. Thực ra em Hà cũng muốn nói với các chị là cái cơ hội mà đầu tư và góp vốn cái số nhỏ như thế này thì không có. Em Hà vẫn nhớ có một cái công ty bất động sản, họ cũng đang gọi vốn, em quên mất tên rồi, không phải Mayland ở Việt Nam. Hôm em cũng có một người chia sẻ cho em quên mất tên, mà để góp vốn vào anh này ạ, phải có số vốn là 500 triệu mới góp vốn được. Thế cho nên cái cơ hội mà góp vốn với số nhỏ mà
Bởi vì sự nhân văn của Ngài Chủ tịch muốn giúp cho những người nghèo nhất như chúng ta ấy, thì rất là hiếm có anh các chị. Cho em rất là hạnh phúc. Em vẫn bảo đấy là phước báo lớn trong cuộc đời của em. Và em Hà vẫn nói rằng mỗi một cổ phần của Uikai là một viên kim cương trong tương lai của chúng ta. Cho nên là tất cả cổ đông là sẽ nắm giữ nó lâu dài. Và sau này có IPO muốn bán nó thì chắc là ít người bán, anh lại. Và có bán thì chắc là có chăng là một số người cần tiền thì họ sẽ bán số lượng, một cái số lượng thật nhỏ thôi. Hoặc là những người mà họ mua cái số lượng, họ không đầu tư nhiều ấy, thì họ sẽ phải bán hết. Nhưng mà chắc chắn khi bán hết mọi người sẽ rất là tiếc, đúng không ạ? Đấy, thế thì em hạnh phúc lắm anh lại ạ. Anh có thể chia sẻ gì thêm với mọi người? Như anh em mình cũng chia sẻ phải gần 2 tiếng rồi đấy anh ạ. Bây giờ là 9 giờ kém 5 rồi. Để chia sẻ với các chị còn nhiều thông tin lắm, bọn em muốn chia sẻ nữa với kênh các chị. Cảm ơn em. À, thực tế thì câu chuyện làm giàu, chúng ta sẽ làm giàu cả đời và từ đời này sang đời khác mọi người ạ. À, chúng ta cũng không nên gấp lắm. Đó, nếu mà ví dụ cuộc sống của chúng ta cảm thấy là mình đang ổn, đang tốt, đang ngon lành, tương lai đang sáng rực thì chúng ta cũng không nên thay đổi mọi người. Đấy, em Lai thì luôn luôn có những góc nhìn đa chiều, em cũng không bênh ông tập đoàn, em cũng không bênh những nhà đầu tư, em cũng không bênh truyền thông Việt Nam, mà em chả bênh bố con thằng nào cả. Đấy, em chỉ bênh những người có khao khát làm giàu, có kiến thức, có tư duy học hỏi và có sự nghiêm túc mọi người. Đó, chúng ta đã xác định làm giàu thì chúng ta không làm cái này, chúng ta làm cái kia, miễn là chúng ta không đi ăn cắp ăn trộm lừa đảo, đó, không vi phạm pháp luật là được, đơn giản lắm mọi người. Và nếu chúng ta mong muốn thì làm mong muốn là mong muốn mình làm, hay là mình mong muốn người khác làm giàu rồi người ta mang tiền đến người ta cho mình. Đấy, thì chúng ta phải cần đặt ra những cái suy nghĩ như thế. Và ai là người quyết định cuộc đời mình? Đấy, và em lại nghe được một cái câu nói rất là thích, đó là nếu bạn không xây ước mơ cho mình thì người khác sẽ thuê bạn đi xây ước mơ cho họ. Mọi người ạ, nếu bạn không tự xây ước mơ cho mình, bạn không tự làm, bạn mong muốn giàu mà người khác cho bạn cơ hội, đưa cho bạn cơ hội, bảo bạn làm thử đi, nhưng mà bạn sợ, bạn đứng ở ngoài, bạn sợ mất tiền, đúng không ạ? Sẽ rất nhiều người đứng ở ngoài, đúng không ạ? Và điều đó thì em cũng không trách mọi người, vì số đông luôn luôn sợ. Ở trên thế giới này đã chứng minh rồi, 80% tài sản thì nằm ở bên phải của kim tứ đồ, và chỉ có 5% dân số quản lý tổng số 80% tài sản của nhân loại thôi. Đó, và 20% tổng tài sản của nhân loại thì nằm ở bên trái của kim tứ đồ, và 85% dân số, 95% dân số, người dân trên toàn thế giới chia nhau 20% tổng tài sản của nhân loại. Đó. Và để có một cái buổi tối thật là vui, ngủ ngon, thì em hy vọng rằng sau buổi live stream này, ai đó sẽ suy nghĩ về những cái gì đó mà ba anh em tối nay đã rất tâm huyết chia sẻ thông tin cho mọi người. Đó. Lựa chọn quyết định là của mọi người. Giàu có hay chưa giàu có, tham gia hay chưa tham gia, đó đều là sự lựa chọn của tất cả chúng ta. Đó. À, bây giờ thì cảm ơn em Hà, cảm ơn em Hằng, cảm ơn tất cả các anh chị em, cô chú mình. Chúc một gia đình chúng ta có một giấc ngủ ngon. Tạm biệt em Hà, tạm biệt em Hằng. Cảm ơn cả nhà đã vào kênh livestream Lo Phường. Cảm ơn cả nhà.